hạnh phúc là thế đó. Mỗi người ăn một góc như vậy, nhưng mọi người đừng nghĩ như vậy là không hạnh phúc nha. Cái gì nó cũng có lý do của nó. Ba em thích màu vàng nên chỉ ăn toàn là màu vàng, đó là bơ thực vật. Còn mẹ em thích màu xanh nên chỉ toàn ăn là màu xanh, đó là rau. Em thích màu hồng, em ăn là trái hồng. Ăn thôi. Sau thời gian ăn uống nhiều như vậy, ba em đã bị trụy tim. Còn mẹ thì đã bị chóng mặt. Còn em thì đã bị đau bụng. Và trong khoảnh khắc này, ba em chợt thèm rau của mẹ. Mẹ chợt thèm hồng của con. Và con chợt thèm bơ của ba. Thế là gia đình em đã quyết định đổi chỗ ăn. Sau một thời gian đổi chỗ thì em đã thừa kế được căn bệnh trụy tim của ba. Còn ba em thì bị chóng mặt. Còn mẹ em thì đương nhiên là bị đau bụng rồi. Sau khi ăn uống không điều độ như vậy thì gia đình em đã bị thiếu chất. Và gia đình em đã quyết định gom mâm lại ăn chung với nhau. Cố lên con ơi. Cố lên mẹ. Cố lên. Cố lên em ơi. Cố lên. Cố lên. Ăn rau đi con. Dạ. Ăn bơ đi mình. Ăn miếng hồng cho ngọt mép. Rồi. Ăn. Ăn đi. Và thế là gia đình em đã đủ chất. Chỉ một sức khỏe an toàn, hãy ăn uống đều đậu. Yeah, và khỏe quá đi thôi. Bây giờ ăn uống xong rồi đó, bây giờ con muốn làm gì? Con muốn đi chơi ba, ba chở con đi chơi đi, ba chở con đi chơi đi. Rồi, con muốn đi đâu nè? Con muốn đi tới cái nơi mà đàn bà mà nói giọng đàn ông không á. Đàn bà mà nói giọng đàn ông, cái nơi gì lạ vậy con? Thái Lan. Thái Lan hả? Xa vậy sao mà ba chở đi được? Ba chở được mà, ba chở được. Sao được? Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa. Ba bạn con chim đi. Được. Vậy thì ba sẽ biến thành chim. Con chim. Biến thành chim. Con chim. Chờ đèn đỏ con. Chứ ra hàng không mà đèn đỏ đâu ra. Mình phải chờ cho chiếc máy bay kia nó bay qua mình mới được đi. Sao mình không bay qua luôn đi? Con khùng quá à, nó có giấy phép mình ba chui à. Đó, nó bay qua rồi kìa. Bay thôi con. Rồi, tới nơi rồi. Đẹp quá ba ơi. Thì con chào dân bản xứ đi. Được, dân bản xứ. Dạ con chào cô. Sawadikap. Ba ơi về liền ba ơi, đi về liền. Ủa sao mới tới mà đòi về rồi? Cái gì mà đồng thao nó lẫn lộn trên dáng Việt Hương mà giọng Gia Bảo không à. Con sợ lắm, bây về thôi, về đi về. Con mẹ nè, trời ơi mẹ. Mẹ với ba giỡn với con thôi à. Ủa vậy cái giọng hồi nãy của ai? Của ba. Tác ăn ý ha. Không ăn ý sao có con. Ăn ý vui vậy thôi, tự biên tự diễn đi. Nè con đó, đây á là lỗi của bà nghe, bà phải dỗ nó đi. Tôi vào trong rồi, tôi biết rồi. Bây giờ con của mẹ muốn gì nè? Con muốn đi biển. Đi biển, biển đi. Đâu ra ta? Mẹ có biển mà, mẹ có biển. Mẹ có biển? Đúng rồi, mẹ có biển. Sao mẹ, sao? Bây giờ mẹ nằm xuống liền đi là có biển liền luôn á. À, mẹ nằm xuống là đúng có, rồi, có bây giờ mẹ nằm con xuống rồi, là có biển luôn. Rồi, mẹ nằm. Lòng mẹ bao la như biển hai bình dạt dào. Lòng. Trời ơi, ba ơi, mẹ bị đóng kính ba ơi. Mẹ bị đóng kính ba ơi. Ba. Trời ơi, ba. Trời ơi, có chanh nè. Chanh vô. Bây giờ mẹ thấy sao rồi? Trời ơi, mẹ làm sống chứ có bị đông kinh đâu con. Mẹ chua quá, cho mẹ ăn cái gì đi. Ê, miếng thịt bò nè, ăn thịt bò nha. Rồi. Ăn thịt bò, ai, xong rồi. Mẹ như thế nào rồi? Khỏe hơn rồi con. Thế là trong bụng mẹ đã có miếng bò tái chanh.
Ba biết mẹ bị gì luôn cho nên ba chuẩn bị bỏ trái chanh luôn á. Trời đất ơi, chanh với thịt bò tôi đâu rồi? Mình ơi, trong bụng em nè. Hả? Trời ơi, cái đó là đồ ăn để đãi sinh nhật cho thằng Hào mà. Em đâu biết. Trời đất ơi, giờ làm sao con? Ủa, sinh nhật con hả? Ừ, vậy vậy làm sinh nhật cho con. Rồi. Đem bánh kem ra nè. Đây, bánh kem nè. Ý mà thiếu đèn cày. Muốn đèn cày thì có đèn cày. Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng, ba ngọn nến lung linh, la 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 la, thắp sáng một gia đình. Ước đi con. Ba trước khi ước mình giải về bình thường được không? Được. Dạ, trời rồi, ước đi. Con ước nha. Dạ con ước á, ngày nào cũng là sinh nhật của con hết, cho con được có ba, có mẹ và được hạnh phúc như bây giờ. Ai nữa được? À, điện thoại. Ăn ăn bánh kem cho. Alo. Em đang ăn sinh nhật con, tí nữa em ra với anh nha. Nha. Rồi. À, con, bây giờ mẹ có công chuyện, bây giờ mẹ phải đi liền. Con đang sinh nhật với ba nha. Thôi, xin bữa nay sinh nhật con mà ở chơi. Biết rồi, nhưng mà mẹ không chuyện thiệt. Mốt mẹ sẽ bù lại cho con nha. Thôi bây giờ mẹ đi nè. Em đi nha mình. Nha, mẹ chơi với con nha. Rồi. Nè, thôi con. Tại mẹ có công việc mà, đúng không? Con phải hiểu cho mẹ chứ. Bây giờ nè, đó ở nhà ăn hết bánh kem, ăn hết thịt bò luôn cho ba nghe chưa. Quà cho con đây nè. Đây, đó, cho con nè, làm quà. Nha. Rồi bây giờ ba phải lên công ty. Ba có chút xíu công việc. Rồi mốt đi chơi, rồi ba bù đắp lại sao nha. Vậy nha con ngoan, vậy nha. Ba ơi. Ôi, đi trơn rồi, buồn chết luôn. Nhà của mình. Mà ba không phải ba đi công việc gì đâu. Ba xạo á, ba đi vũ trường. Mà người ta có cái câu á là con hơn cha là nhà có phúc. Đúng rồi, đúng rồi, mình phải hơn cha chứ. Cha đi chơi vũ trường, bây giờ mình đi kéo cái vũ trường về nhà. Alo, bay hả? Bữa nay không có ai nhà chứ, tụi bay kéo qua chơi nha. Nha, tụi đi ba ơi. Tới rồi đây. Vô tụi bay. Ê, đi ba má mày không có nhà phải không? Đúng rồi, ba không có nhà. Hôm nay tụi mình chơi banh nóc. Chơi banh nóc luôn. Chơi banh nóc. Lên nhạc vô. Chạy đi. Chạy lên. Ngồi dậy. Mày động kinh hả? Động kinh đâu, tôi thấy tụi bay quẩy quá, tao quẩy theo. Trời ơi, mày nhảy mà tao tưởng mày động kinh không á. Ủa vậy hả? Ủa mày ghê quá hả? Trời, tao có biết đâu. Bây giờ tao nói mày nghe nè. Hôm nay tao dắt bạn của tao dân chơi thứ thiệt nha. Ê em, mày chỉ cho tao làm dân chơi luôn đi. Mày muốn làm dân chơi? Tao muốn làm dân chơi. Dân chơi mày phải có tiền. Tao có tiền. Đâu? Tao có tiền. Ủa, có tiền nha, nó có tiền nha. Dạ chưa? Vậy thì đủ điều kiện rồi. Bây giờ tao sẽ chỉ cho mày làm dân chơi. Ý da. Cái trò này là uống rượu rút tiền. Uống rượu rút tiền? Ừ. Mày lấy tiền của mày cho tao luôn hả? Trời, đã là dân chơi rồi là chiến hữu là anh em hết. Tao coi mày như anh em ruột. Mày anh em mày tao chơi khổ má mày luôn. Hết mình nha. Hết mình mày luôn. Ok, vô. Rồi, mỗi một ly nè. Vô. Ly thứ nhất. Thứ nhất. Ly thứ nhất. Ngà ngà. Vô ly thứ hai. Ly thứ hai đi. Hai. Ly thứ hai ngất ngay. Ngất ngay. Vô còn ly nữa. Ly thứ ba ngã ngửa. Quay. Đúng là anh em tốt. Tao nói cho mày biết, lần sau á mà mày có buồn á, mày cứ gọi anh em tao về chơi, tụi tao chỉ cho mày cách làm dân chơi. Ok. Cảm ơn mày. Bye bye. Quẩy xàm. Ủa. Tiền đâu hết rồi? Ê, đi lại. Bà đứng lại, bà vừa đi đâu về? Tôi vừa đi công chuyện với bạn về. Đi công chuyện hay là đi với trai?
Ngày nào cũng đi vũ trường hả? Ông có vừa gì, ông cũng cặp kè mấy đứa con gái đáng tuổi con mình. Tôi có quyền, bởi vì tôi làm ra tiền, tôi về nuôi hai mẹ con mấy người. Vậy kể từ bây giờ, tôi cũng sẽ đi vũ trường, ông ăn chả bà ăn nem, cho vừa với ông nha. Bà phải ở nhà nuôi con, đó là nhiệm vụ của bà. Tôi nuôi nó suốt 15 năm trời rồi, tôi gánh cái cục nợ nó quá mệt mỏi rồi. Bây giờ tới lượt ông gánh đó, tôi không gánh nổi nữa. Bà đã gánh thì bây giờ bà phải gánh tiếp. Ông gánh đi. Bà gánh. Ông gánh. Bà gánh. Ông gánh. Bà. Ủa? Ủa? Ủa con. Sao vậy? Trên người con là mùi rượu không vậy? Hả? Con xỉn đó. Con nhậu hả? Nhậu. Mà không chỉ con nhậu đâu, con còn đi vũ trường nữa. Ai? Ai là người đã xúi con đi? Học theo ba mẹ. Học theo ba mẹ để con coi trong đó nó có cái gì. Mà ba mẹ bỏ con đi hoài à. Con đi, đi thâu đêm luôn. Còn mẹ, mẹ đi chơi khéo khéo thôi. Bạn bè con nó nói đêm nào cũng gặp mẹ vũ trường, cặp với ông nào á, vô lớp đồn tùm lum. Mẹ xin lỗi con, nhưng mà cũng tại ba con hết. Tại tôi hả? Thì tại ông chứ ai. Tôi đã khuyên ông á, đừng có đi thâu đêm suốt sáng. Ông cứ đi, bởi vậy tôi mới đi tìm hạnh phúc mới hả mẹ? Ba ơi, mẹ thương ba lắm á ba. Tại ba la mẹ hoài à, mẹ buồn, cho nên mẹ mới như vậy thôi. Ba tha lỗi cho mẹ đi ba. Mẹ ơi, mẹ nói với ba đi mẹ, cho ba về đi. Mẹ xin lỗi con. Nếu như ba mẹ không quay trở về bên nhau được thì con cũng không còn thời gian nhiều nữa. Muốn đắng lắm, con phải uống, phải uống để giải thoát cho ba mẹ. Cái gì con vậy? Con nói cái gì vậy hả? Con... Tại con nghĩ con chết rồi, ba mẹ xem bớt cái nặng đi, ba mẹ sống thoải mái hơn. Con đừng có nói vậy, con gọi xe cấp cứu. Con muốn ở nhà, con mệt lắm rồi ba mẹ ơi. Con ơi, con đừng bố mẹ mà. Ba ôm con đi ba. Mẹ ôm con đi mẹ. Mẹ ôm con nè, mẹ ôm con mà. Con ơi đừng bỏ. Con hạnh phúc lắm. Con là nguồn sống của ba mẹ. Con đừng bỏ ba mẹ con nha muốn... con. Ba mẹ hứa đi, hứa hãy quay về bên nhau đi. Rồi, ba hứa mà. Mẹ hứa mà. Vậy con bình thường thôi. Mình cái vở kịch rượng gạo vậy mà con cũng diễn được hả con? Tại con muốn gia đình mình hạnh phúc cho nên con bày cái trò này ra. Ba mẹ đừng có giận, đừng có đánh con nha. Ba có chút việc nữa ba, để ba đi. Thôi mẹ mệt rồi, con mẹ mệt. Ba mẹ hứa với con thì sao? Ba mẹ hứa với con là quay về với nhau rồi mà. Ba nắm tay con đi. Mẹ nắm tay con đi. Nhớ nha, hứa là ở bên nhau nha. Hồi nãy ba mẹ nói gì con ghi âm lại hết rồi đó. Giờ mà lật lại là con người bác ghi âm con cho nghe hàng ngày như kinh sám hối á. Ba mẹ cắm tay nhau rồi kìa. Mình gia đình là hạnh phúc nha ba mẹ. Nha. Đúng. Và xin chúc mừng thí sinh Chí Hào đã hoàn thành xong tiết mục dự thi của mình. Và thí sinh Chí Hào là cặp song đấu với thí sinh Võ Tấn Phát. Tôi thú vị với lại cái mở màn của bạn hết sức. Tôi chờ đợi và tôi nghĩ là bạn sẽ mơ ước một cái gì đó, nó dính dáng đến ăn uống, nó dính dáng đến thời cuộc và nó dính dáng đến hiện tượng bây giờ. Nó khác hẳn cái màu gì rồi, có nghĩa là bạn đẩy đi, hiểu không? Đẩy đi rồi từ từ ăn nó làm sao, nó bị tiểu đường như thế nào, rồi người này ăn sao, quá chất rồi sao không? Thì tôi thú vị hết sức luôn, tôi đang mơ ước. Thì bạn lại trở về với lại cái gia đình mà tôi ghét nhất là cái gì bạn biết không? Ai mà sắp ly dị vậy, cái nơi sao không ráng đẻ thêm đứa con để cứu lại cuộc hôn nhân, sao mà tôi ghét quá. Nó bị cũ là cái gia đình phải có được cái cảm giác của cái tuổi nông nổi,
thì em mới làm cho tôi tin được là em muốn quậy, mà nó không có làm thuyết phục người khác ở cái phần kịch bản. Còn riêng bản thân em á, em vẫn giữ được cái duyên dáng, cái mộc mạc. Bạn rất là có tố chất để làm nghề này. Bạn không có làm cho tôi bực mình. Có nghĩa là bạn giữ cái nhân vật của bạn á, bạn giữ chặt lắm. Bạn là thuộc vô cái thành phần diễn viên chậm mà chắc á. Ha. Cho nên lại phải khuyên bạn là mình sẽ bước từng bước, và bước nào của bạn cũng chắc chắn và ghi dấu. Cảm ơn bạn ngày hôm nay. Xin cảm ơn nghệ sĩ Việt Hương. Cái cảm giác chị Việt Hương vừa mới nói là phần đầu và phần đuôi đó, nó không có dính dáng với nhau. Từ đầu tiên mình phải tạo được cái sự không có hạnh phúc của một cái gia đình. Chứ từ đầu nó rất là hạnh phúc. Cái tiết mục này là một tiết mục hay nhưng mà không đúng chỗ. Nó cần phải có nhiều tiếng cười hơn. Kể cả cái đoạn bi cũng vậy, cũng có thể mình gây được tình huống để cho hài hơn, chứ không cần phải mang nước mắt đến cả nguyên cái đoạn cuối như vậy. Em bị thiếu tự tin, em phải cần nhập vai chút xíu nữa để làm cho người ta tin hơn là cậu bé 15 tuổi. Cái phần sau tại sao mà để cho Chí Hào nó diễn một cái đoạn như vậy? Tại vì thật sự là Chí Hào có tâm sự với Bảo là có thể đây là đêm cuối của em rồi, thì em muốn mọi người thấy được em có một cái màu sắc khác nữa, chứ không phải là em chỉ ra em nói ào như tiết mục trước. Cái tâm sự đó cho nên là em mới để cho bé nó diễn bi để nó được bộc lộ. Thôi đừng có năn nỉ, đừng sầu xạo mới. Anh Sơn nói đúng, đây là cười xuyên Việt, chúng ta phải cười đưa lên đầu. Đúng rồi. Bi hơi bị nhiều và hơi bị lê thê, đúng không? Với lại bị gượng ép quá, đưa cái phần mà sinh nhật rồi cha mẹ, lúc đó mới có cái chuyện xảy ra với nhau. Thôi chị không còn tin Bảo nữa, Bảo ơi. Chào sống đi em. Chưa chị còn ai nhận xét nữa cho chị Như. Dài lắm, Như nó dài lắm. Đối với một nhân vật này mà bạn đã chọn thì bạn cũng đã làm tròn rồi. Giống như là cái ước mơ của bạn đó là thích diễn hài thì anh Gia Bảo cũng cho bạn thích diễn hài, và muốn diễn bi thì anh Gia Bảo cũng cho bạn diễn bi. Và muốn là đêm cuối chị Hương cũng cho luôn đó. Thích gần chết cái gì cũng được. Nói đêm cuối ở đây là đêm cuối ở lại Sài Gòn thôi, bắt xe vào Đồng Tháp. Ba mùa hai lên đập. Thôi đừng có giải thích gì trơn á. Mỗi một vòng mình được lên sân khấu mình làm, mình cứ làm hết mình đừng có quan tâm rằng là tôi sẽ rớt hay là tôi sẽ qua vòng hay thế nào hết, cứ làm hết mình thôi bạn. Ha, cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn nghệ sĩ Huỳnh Lập. Mày nói đêm cuối mày nói người ta đêm cuối Sài Gòn thôi, người ta về Đồng Tháp, mai người ta lên ta tập. Không, chị đừng có lắc đầu đây, em nói nè, bây giờ em nói, nãy giờ là giám khảo với lại cố vấn là ai cũng tập trung nhìn thí sinh hết. Chỉ có một mình chị Như là không nhìn thí sinh mà nhìn xuống đất. Em nói cho chị nghe, cái chuyện gạch đá nó có mẻ là cái chuyện đó của thợ hồ. Còn chị nên nhận xét thí sinh nhiều hơn. Duyên quá Dũng, em đúng là xuất sắc trong lòng chị. Dạ, thật ra đối với Hào thì Như có một cái tình cảm đặc biệt đối với bạn này, bởi vì chị em mình đã gắn bó ngay từ vòng đầu. Và đến bây giờ thì mèo thấy được cái sự tiến bộ của em, đó chính là tâm lý nhân vật. Hôm trước em diễn không có tâm lý và chị Hương còn quay qua nói nó diễn không có cái bên trong, nhưng hôm nay chị thấy được cái bên trong của em. Có thể nó không nhiều nhưng thật sự em có và em sẽ làm được. Chúc mừng em. Đó, rất cảm ơn. Bữa tôi nói mà nó không có bên trong là tôi nói riêng thôi, là mẹ dạch mặt tôi luôn. Sao chị? Cái bên ngoài chị cái sao? Cái bên riêng, hiểu không? Bữa chị nói trời ơi em ơi, em giữ được cái nhân vật của em quá. Chứ ngoài em bị em kia lướt rồi, còn cái bên này mình nói là mình nói mép thôi, nói ngoài thôi. Như ơi sao nó cho tâm lý nó lờ rạc của em, sao nó không có trong vậy trơn, nay dạch mặt chị luôn nè em. Hồi này nhìn là như có bác sĩ mình nè. Đấy! Vậy mày? Mày hát lúc đầu có lời, lúc sau hát vần không vậy? Không cảm đi mày ơi. Mày không thấy cái bài nhạc này nó nhanh nữa mày. Cái lưỡi nó cuốn theo không kịp. Cái lưỡi mày cuốn theo không kịp, nhưng cái tao đạp rất là kịp, thấy không? Tao đạp từ nãy giờ nhanh không? Nhanh khi móc á. Từ nãy giờ mày không thấy xe tải đi ngang, cái tay tao bám với xe tải để mà xéo xe tải đi. Chứ mày có đạp được cái gì đâu. Ủa có hả? Ủa chứ giờ mày không thấy Lúc đang ngủ sao thấy được? Trời ơi, xe mày không lo đạp, mày lo ngủ mày. Thế mà dịnh êm quá, là chạy luôn chứ mắc mớ thức chi. Đạp đi mày. Đạp nữa hả? Ừ. Nghỉ xíu, dần chân xíu được không? Sao vậy? Bị xó qua dài. Là gì? Sái qua giò nè. Sao? Có sao không? Sái rồi. Trời ơi, không nói nghe nè. Chịu khó đi. Chịu khó đạp xe chở tao lên thành phố, gặp gái tao. Đạp nữa hả? Vậy khó đi, đạp đi rồi lên chở rồi dắt đi cưa giò. Tự nhiên dắt tao đi cưa giò. Giỡn mày á. Bạn bè giỡn xíu mày. Giỡn gì vậy? Vậy gì? Giỡn cho nó vui à. Cho nó vui. Có vui đâu. Có vui gì đâu. Mày không vui mà tao vui mày. Mày vui cái gì? Tao vui chuyện khác. Có chuyện khác sao? Tao sắp gặp con gái tao à. Phải vui với mày. À hả, vậy tại sao bấy lâu nay không gặp con gái, bây giờ nhất định phải gặp con gái vậy? Mày cũng biết mà,
Tao là thằng tù tội, làm sao mà gặp cái gái tao được mày? Cái từ đó đừng có nói ở đây được không? Tao ở sao song sắt á? Thằng gái từ khác đi. Trời, tao ở chổng. Được á. Song sắt trước mặt tao. Có khác biệt gì đâu. Tao mệt quá này. Biết là những ngày tháng là bị xa lứ rồi thì sao? Cho đến cái ngày mà tao được thả ra, bước ra ngoài đời á, người ta nhìn tao nè, đầy ánh mắt kỳ thị. Tao không quan tâm. Tao quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Tao chọn nghề sửa xe. Tao biết cái nghề sửa xe này cũng bạc bẽo lắm, cũng không khá giả gì mấy. Nhưng mà tao tin, tao tin nếu như tao cố gắng, tao sẽ thay đổi được cuộc đời của mình. Nhưng chỉ có một thứ làm tao hối tiếc, đó chính là bé Linh, con gái của tao. Chính vì vậy, chính vì vậy mày phải được qua đi, rồi mày cứu mày lại để tao. Đâm Linh đi, nó chết tao luôn con. Linh đi, Linh thả đi. Hát cũng vậy, nói cũng vậy, vâng không. Lời lẽ đâu kỳ cục vậy? Ông bà, xin lỗi mày. Nhưng mà tao ngẹn, nhưng mà tao ngẹn là tại vì tao vừa mới biết một thông tin. Thông tin gì? Trên thành phố, con gái nó sắp đi rồi. Cho nên tao phải gặp mặt nó lần cuối. Năng y hả? Nó đi Na Uy. Ủa dạ? Tao hỏi năng y, mình nói nó đi Na Uy. Thì nó đi nước ngoài, đi du học, định cư bả luôn mày. Ủa vậy là con gái mày chưa chết à? Nó đi nước ngoài chứ không phải đăng xuất cả trái đất đâu mà chết. À vậy hả? Ủa sao biết được thông tin này? Thông tin này là từ dì Vũ lớn á. Dì Vũ lớn nào? Dì Vũ tên lớn á. À đi rồi, đi rồi. Để lên xe đi tiếp ha. Để lẹ đi rồi chở lên ngậm gái tao nó mày. Rồi nhưng mà Di ơi. Cái gì? Bây giờ là mà Minh á, mà không muốn hỏi Di là Di, là Di có lý do Di đi á. Còn Minh là Minh có lý do đi với Di. Minh nè, nếu mà Minh muốn biết á, thì Di sẽ trả lời. Nè, trong tất cả những người bạn thân của mình, cô Di á, tất cả người bạn thân của Di thì Minh nè là người mà Di thương nhất luôn á. Tại sao lại là Minh? Tại vì Minh có tiền. Coi đi. Ủa dạ, đàn ông các người thật kỳ cục. Mày bị điên hả mày? Cái gì hợp gì không biết nữa, tự nhiên thấy nó vô sao? Cùng người vừa thôi, cái này là tình cảm anh em nó thể hiện thôi. À biết rồi, nhưng mà cuối cùng mày cũng chơi tao vì tiền thôi đúng không? Tại mày có tiền. Mày biết tao có nhiêu tiền? 5 xỉ. Làm sao biết được có 5 xỉ? Tao giữ cái bóp mày mà. Sao mày ăn cắp mặt hoài vậy? Cắp mặt là cắp mặt. Đây mày đạp xe, tao sợ mày đạp đại đạp còn rớt cái bóp ra ngoài. Ôi, tao giữ kỹ mới được. Kỹ cũng vậy à? Sao vậy? Cái này nè. Ủa sao lấy nữa vậy? Cái này của tao. Sao nó giống nhau quá vậy? Hôm bữa sinh nhật mày tao mua cặp đó. Ủa phải không? Đấy. Tao để coi. Thôi ơi, mày ghê mày. Mày thấy hở sắp chùm. Kiếm bờ môi ra ngoài. Được rồi, hên đó nha, cũng hên đó nha. Hên sao? Hên là cái bóp giống thôi, chẳng có giống chiếc dép. Mày mốt bớt đem đồ giống nhau đi nha. Giống nhau gì, bạn bè mặc cùng cặp có sao đâu mày. Rồi đi thôi đúng không? Vậy thôi, lên đường thôi. Đi. Tới thành phố rồi kìa. Trời ơi. Tạp mấy cái tới rồi. Lẹ dữ vậy hả? Tới thành phố rồi. Tới thành phố rồi. Gặp con gái thôi. Gặp trong phòng rồi. Thổi quá thì thổi. Dạ. Anh cái gì vậy ông anh? Nghiêm túc lên đi. Hả? Nhìn mặt tôi có nghiêm túc không? Nghiêm túc. Nếu mà nghiêm túc lên đi. Này chị, để tao cho tôi kiểm tra giấy tờ tùy thân đi. Giấy tờ thân. Dạ. Đây đây. Giấy tờ tùy thân. Vậy
giấy tờ tùy thân. Mày không nghe không nói à? Nói gì? Giấy tờ tùy thân. Thì sao? Thì tùy người thôi, người nào thân mới có. Cái gì vậy? Gì? Giấy tờ tùy thân mà cũng nói có duyên vậy hả? Trời đất ơi, nói một câu nói bình thường em không mắc cười, em nói có duyên là sao? Tôi thấy có duyên mà. Anh sao vậy? Giấy tờ gì có đưa, phải đưa cái gì? Căn cước công dân. Căn cước công dân, ý tôi là căn cước công dân. Mày nói nè. Ừ, đưa giấy tờ cho người ta. Dương Văn Di. Dạ có gì? Lữ Minh Minh. Lữ Minh Minh bé Minh. Xe này của ai đây? Xe của bé Minh. Minh gì? Minh Nhi. Minh Nhi. Xe này là thuộc diện là phương tiện thô sơ chở cồng kềnh nha bé Minh Nhi. À, biết rồi à. Cái này á là tội nhẹ không có phạt đâu, tội kia mới nặng kìa. Có gì nặng vậy anh? Chạy sai tuyến. Ủa mà nó chạy sao cái đường một chiều nãy giờ mày không nói cho bé Minh biết? Tao đâu có biết, tao thấy vèo 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 qua tưởng là dòng người vội vàng bước qua. Bây giờ nó hát xong bây giờ sao nữa anh? Bây giờ mấy anh muốn đi đâu? Đi thành phố. Đi thành phố đúng không? Dạ. Thành phố đi cái hướng này là đúng rồi, nhưng dạ, mà cái đường là sai. Đường đi theo tôi chỉ cho. Đi giúp đỡ, giúp đỡ, giúp đỡ cái. Cầm giấy tờ, cầm giấy tờ. Đi đi. Rồi theo tôi nha. Dạ. Rồi. Tới thành phố rồi. Ủa anh. Hả? Rồi cảnh gì là nghiêm túc hay có duyên vậy? Nghiêm túc. Nhìn nãy giờ mình đi ngắn vậy thôi chứ nãy giờ đi tới 16 cây lận đó. Thiệt luôn hả? Thiệt. Hay quá vậy, cảm ơn anh rất nhiều. Không có sao đâu. Ê bây giờ tôi xong nhiệm vụ của tôi rồi, mấy anh cứ đi công chuyện của mấy anh nha. Tôi đi à. À anh đi về hả? Ừ đi về. Trời. Ủa làm gì vậy? Xoay một vòng trở lại chỗ cũ chứ. Trời ơi, không có duyên nè. Ủa tới đây là... Ủa là... tới giữa đường luôn hả ta? Rồi. Rồi. Bộ xe dữ rồi. 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 Trời ơi, lạnh dữ vậy. Xe như cố tình chỉ cho mình đó. Trời ơi, ghê rồi. Như cái bùng binh đó, xe rộng á hả? Thôi lùi vô, lùi vô. Về lùi. Về lùi đi. Trời ơi, ghê quá. Đó, về lùi rồi đó. Trời ơi, mới lùi vô cái tới công viên luôn. Ủa, hay nè. Quá trời. Trời ơi. Quá trời luôn, đông đúc quá, thành phố này đông đúc người quá. Trời ơi. Công viên đừng sở thú không á, muốn lượm ghê mày. Làm chi vậy, có được cái gì đâu mà làm dữ vậy? Bởi vậy. Giờ sao ở đây, giờ sao làm gì, làm sao? Giờ phải đi gặp con gái tao nè. Sao đi gặp con gái mày? Phải đột nhập vô. Tao đột nhập để làm gì? Gặp con gái tao. Để làm cái gì? Xin lỗi nó. Xin lỗi nó, để làm sao để được xin lỗi nó? Vô nhà con gái tao. Để làm sao để vô nhà con gái mày? Thì đột nhập vô. Thì đột nhập như làm sao để đột nhập vô nhà con gái mày? Chưa tính. Cái gì mà chưa tính, tới đây mà chưa tính là để nhà nó chạy nước đá cho má tao còn sướng hơn á. Tao đâu có tính được. Trên đây có con Dũng tính rồi. Thằng Dũng nào? Thằng Dũng có bà Dung đó. Thằng Dũng có bà Dung đâu có biết. Đúng rồi, bạn tao sao biết. À vậy giờ làm sao? Giờ gọi điện đó chứ sao? Thì gọi đi chứ còn hỏi tao. Vô rồi nè. Gọi đi. À đây rồi. Ừ, hết pin rồi. Đi đem ra chi vậy trời? Đem vào cho có thôi, hết pin rồi. Chứ giờ làm sao? Giờ ngủ. Thì sao khơi đi ngủ vậy? Phải đi ngủ, để sáng người ta có ai tập thể dục nè, dịnh người ta lại, mượn con sạc kim vô. À vậy đúng hả? Không? Lý thuyết là vậy mà biết thực hành nó như thế nào thôi đó. Gán đợi đi chứ sao mày? Rồi chạy ra. Ủa nằm trong hay nằm ngoài? Mà để tao nằm trong ở ngoài xe không à. Trời ơi, nằm đã xuống. Tao nói... Thật ra ai ơi? Gì vậy? Cái chân mày đạp không dịch đúng hả? Mày có mày. Mày nhắn đi. Ngủ hướng này đi thay cho nó an toàn. Dậy đi không được đâu. Sao vậy? Chạy đi ngang còn nửa người à. Trời ơi, ghê quá. Thôi nằm ngủ đây đi. Đó có mắt mình nằm đây không? Nằm đây giờ mắt mình mở to, giờ có xe cái mình né. Thì đúng rồi. Mày ngủ phải mở mắt chứ mày. Mày ngủ nhắm mắt xe đi ngang mất cái đầu sao? Trời ghê vậy rồi. Nói ghê. Ghê rồi. Thôi cũng ngồi đi mày. Thôi ngủ ngồi. Rồi, ngồi ngủ thiền. Hay là kiểu này giống như từng tại thổ địa ngay ngã tư á. Đi ngang ngay thì ghim nó hút. Đi hút cho hai mình hút. Nó lẹm lùm la. Nó không tè không bạc hết trơn vậy trời. Trời, tự nhiên nó khơi khơi vậy trời. Tự nhiên nghe mệt trong mình trong mẩy quá. Trời ơi, biết chỗ nóng thì sao. Trời ơi, những điều cần lưu ý. Những ánh mắt thất thần. Những ngón tay cào cấu gãi điêu liền. Gương mặt khóc hát nói những câu nói vô tri như vậy thì mình cần phải tránh xa đối tượng này. Mấy cái này đừng nên thử vô chỉ một lần.
50.000 cũng được mà. Báo giá luôn kìa. Ôi. Ôi, không không tiền đâu, không tiền đâu. Không không, không tiền. Có là mà không, không có tiền đó. Ê, sao vậy? Sao vậy? Sao vậy? Mệt hả? Sao vậy? Mệt sao? Sao? Nó mềm quá vậy. Rồi, vậy. Sao? Ủa, nó mềm xèo quá. Rồi. 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 Vô. Trời ơi, như búa rối nước vậy. Trời, chết mày luôn nè. Trời, nhanh mày. Mệt, anh chơi. Biết mệt à? Mày tào lao, mày. Mày nha mày, đừng có chơi mấy cái trò này nha mày. Mày đụng vô mấy cái chất nó có hại lắm mày. Nè, nói cho biết, tao nè, từng ở trong tù. Cho nên mày á, bây giờ mày nè, mày cuộc đời của mày đừng bao giờ mày thấy nó đi ra. Đêm qua kia nó nói cho nó đánh mày đó mày. Cái chỗ người ta cần khuyên cái mày vô dần sao tao biết. Không, tao khuyên nó rồi, tao khuyên nó đàng hoàng mà. Bỏ đi, đừng có xài mấy cái chất cấm nữa. Đụng như có ngày bắt vậy mày. Ủa, mũi chích cũng bị bắt nữa hả anh? Gì vậy? Ngủ cái đá chi kìa. Mũi chích quá. Ngủ được, mệt mịn mẩy. Xin xin tiền, mua kem chống mũi xích. Trời ơi, nãy giống nó luôn đi trời. Trời ơi, trời ơi, mũi mà nó chỗ ghê quá vậy. Cho nó 50 ngàn đi. 50 ngàn giờ, ủng hộ đi, ủng hộ. Nè mày. Thôi, em không lấy hả? Mày cầm đi rồi mua chích mũi chích. Thôi, em không lấy. Mày lấy đi mày. Sao lấy mày? Này nó sao mày? Không có sao mày mới sao á. Nhà thuốc đâu lận? Bên kia kìa anh. Anh rớt 50 của anh kìa. Nó chụp với em nè. Cảm ơn hai anh nha. Người ta tin ý mình phải tử tế hiểu không? Trời ơi. Chỗ vô anh hay lắm đó, đừng có dẫn chơi. Đó. Mà phải ngủ mày. Rồi. Với lẽ đợi Dũng. Mày làm gì vậy? Nãy giờ mình ngồi đâu có mũi, sao nó đem mũi ra hay sao mà ngứa dữ vậy? Lao làm quá rồi, nó thiệt á. Ui da. Bị sao vậy? Trời ơi, mũi chích. Mũi chích. Nguyên cây kim luôn mày. Trời, cái này kim lễ ốc mà mày làm quá lố lăng quá trời, là kiếm gì đặc biệt không? Đặc biệt có cái mùng mày. Có mùng cũng đỡ. Ngủ đi, tranh thủ ngủ đi. Mày lấy cái lòng bàn ăn cơm ra đây chi vậy? Mày ăn cơm mà ra này cái mùng của tao ngủ đó. Mùng nữa hả? Cái mùng gì kỳ vậy? Tao ngủ có một mình nè, nằm co ro ro dưới đây đủ rồi. Giờ cầm đi. Giờ cầm hả? Sao nữa? Ngủ thay phiên nhau ngủ, thằng ngủ thằng canh. Rồi xíu đổi nha. Trời ơi. Trời. Đổi. Ngủ là ngủ liền, đừng có ẩn. Không có thời gian mà ẩn. Vô ngủ liền. Từ từ, sắp vô rồi. Đó, đúng rồi, nó vô rồi. Vô. Đổi. Đang mớ luôn á. Ngủ đặt mớ luôn mày. Trời ơi, sao ngứa quá. Kiến đâu mà đây? Kiến đứng dậy. Ủa, tao ngủ sẵn đi, mà sợ kiến à. Nè, mà coi nè, mà để vô đi. Thôi, vô nè. Đổi. Đã chết. Ngủ luôn này. Lấy tấm mạc tao ngủ. Lên coi, ai vậy? Ai mà lên đường rồi? Đỡ nó nè, nó xuống coi. Mày từ từ mày dời cái ghế luôn. Cái gì vậy? Tao chưa tắt thở, sao đem tao đi nướng vậy? Ủa, Dũng à. Ủa, ấy đây Dũng à, Dũng mà Dung á hả? Dũng còn mà Dung sao biết hay vậy? Và cả mày là ai? Tao là Minh. Minh còn ai? Con Mìn. Mình ơi hả? Mình ơi á. Bà biết bài Mình ơi không bài? Sao không biết được bài đó? Đêm dài lại nhớ Mình ơi. Mình ơi, nhớ thôi. Sao mày hai mày thân nhau vậy? Không phải, tuy nhiên tao cảm giác còn hợp với bạn này thì sao? Mày hợp lần khác mày hợp đi, bây giờ mày phải hợp với tao nè. Vậy hả? Cái chuyện tao nhờ mày sao rồi? Chuyện gì? Chuyện lần hả? Trời lớn ơi, chuyện đó là xong xuôi hết trơn rồi. Bây giờ chỉ ra đây là đợi tiền thôi. Lần lý tao muốn hết trơn rồi, người ngợm cũng vậy. Tổng cộng là 16 người, chi phí là 3.2 triệu. Ba triệu hai kìa. Bà là mấy người? 16 người. Lấy hai người. Hai. Hai người thôi chứ. Tao muốn hai con rồng, tao muốn thêm chiếc xe rồng nữa mà mày đưa tiền vô đây sao mà được? Không, mày chịu khó đi, có gì nói chuyện với ta đi, con như xài nhiêu đi. Trời đất ơi, nhưng mà 400 ngàn bây giờ chỉ có thể là mướn được một cái người đi theo mày để múa lân thôi. Với lại mướn được con lân thôi, mà con lân cũng không có đẹp lắm đâu. Chứ làm sao mà mướn được đông đúc. Sáng rồi đi luôn đi, đi. Giờ đi liền đi. Không? Đi qua bển luôn. Vậy là đi thôi, đừng chờ gì nữa, lấy tiền lại. Nhanh đi mày. Đi đi, nhanh đi trời. Mệt quá. Nhưng mà
Trời ơi, tiệc tùng cái gì mà không có ai vậy ta? Bảo vệ đâu rồi? Ra nói chuyện với tôi coi. Mày là ai? Mày không có tư cách gì mày nói chuyện với tao hết á, hả? Bây giờ mày là bị mày có lỗi rồi, mày sao mày nói chuyện với tao được? Không có tư cách gì nói chuyện với tao bây giờ sao? Hả? Tao hỏi mày nè, hả? Tại sao vậy? Cái chỗ toilet nữ, nghe không? Mày đứng mày thập thò, mày thập thò. Mày đưa bàn tay là mày lấy bàn tay xuống. Không có chứ. Mày đợi tao vô toilet mày chụp hình. Không. Mày quăng lên mạng mày khống chế người ta hả? Dạ. Tao bị hoài, tao kinh nghiệm. Dạ không có chú ơi. Chú bỏ cái kẹt cửa của chú ra con giải thích cho chú nghe. Kẹt cửa cái gì? Trời ơi chú ơi. Gì? Con là nhân viên vệ sinh mà. Ủa vậy hả? Trời đất ơi, cái gì mà tào lao dữ vậy trời. Đúng nhân viên vệ sinh mà lâu ra ngoài đây. Nói chú với anh, nói nhiều vô. Rồi chú em vô trong làm việc để tôi nói chuyện với chú cho. Chú là ai mà chú ra đây chú lớn tiếng ở đây với trước mặt tôi? Bảo vệ ở đây. Bây giờ tôi nói nghe nè. Dạ. Chú đứng yên ở đây. Dạ yên. Nghe chưa? Yes sir. Bữa tiệc rất quan trọng đó cho tôi. Yes có sir. Có bất cứ chuyện gì xảy ra chú sẽ bị đuổi việc, và mãi mãi suốt cả cuộc đời chú không bao giờ xin được việc mới. Thôi mẹ, làm gì mà căng thẳng. Không, không căng được. Ước trời. Ước gì? Ước gì vậy? Ước gì tôi không có ở đây. Ông sao? Bây giờ vậy nè, em ở đây em sắp xếp đi. Trời. Anh đi đặt bánh kem cho con. À. Nha, em sắp xếp đi. Nhớ coi chừng ông nội này nè. Trời. Nhớ nha, có chuyện gì xảy ra là ông bị đuổi và suốt cuộc đời không có việc mới. Căng chưa? Căng rồi. Ừ, rồi, bớt căng giãn ra cho em nè. Anh đi nha. Ừ, thương. Ồ, hay nha. Mỗi lần căng căng nó được khung cái. Nè, mày sao? Nè, mày ngon mày đứng lại nè. Đang căng nè, có gì không? Đang căng nè. Căng được dữ lắm nè. Tôi báo cho ông biết. Ông á, nghe chồng tôi căn dặn chưa? Dạ. Bây giờ khách khứa tới cái tiệc này á, là phải có thiệp mời là mới cho vô. Dạ. Nha. Dạ. Canh giữ cho nó đàng hoàng, cẩn thận. Có bất chắc cái gì á là không có được đâu, nghe không? Dạ. Thí dụ như mày có thắc mắc gì á là đi vô kiếm tôi. Dạ. Nghe không? Tôi là Diễm. Diễm. Dạ. Diễm, vợ chủ tiệc, nhớ chưa? Cố gắng đi chú. Đây này, tao bắt mày đi luôn à. Con nít mày lắc cao hơn người lớn hả mày? Vợ cũng như ta chửi gì tôi nghĩ. Chào chú. Chào chú. Ủa râu hả mày? Này đâu phải râu. Này là mũi một dài đó. Dễ ghê dữ vậy hả? Thôi thôi chán với tao chú. Trời ơi, tỉa bớt rồi đi, ghê quá. Chào chú. Rồi chào. Tôi là người giao bên giao hàng đó chú. Giao bánh kem. Thôi có bánh kem không? Bánh kem. Mở ra coi coi. Đây nè. Kem năng hoài, vẫn chơi hoài. Đây. Ừ, bánh kem đem vô trong đó cũng được, nhưng mà nhiều khi á không tin ai hết. Bánh kem này bỏ cái gì trong đó vô trong cả tiệc ngộ độc hết là chết tôi. Tôi chắc ăn để tôi nếm thử trước cái. Thử nha, tôi thử cái tôi nếm thử. Được được không chú? Ngon không? Ngon. Được không? Đúng đúng, bánh ngon. Bánh ngon. Cho chút xíu này chưa có cảm nhận được. Thêm chút nữa đủ. Cái gì? Cái ba tử mình có nhiêu cứ ăn dồn ăn hết đi. Dạ. Vậy ha. Rồi rồi. Nữa không? Giờ nè. Ừ. Đền. Nhớ mấy chữ tiệp. Được rồi. Đứng ở đây nha. Dạ. Tôi chạy tôi mua cái tôi đền. Dạ rồi. Cái này là của tôi nha. Dạ. Đứng đây nha. Biết rồi. Trời ơi, tự nhiên nếm một miếng rồi. Chú Biên ơi. Chú Biên ơi, chú Biên. Sao mà kêu đứng canh rồi. Ủa Dạ, chào chị. Ờ. Chúng em là nhân viên giao bánh kem. Tới đây để giao bánh kem cho bé Linh, con gái của chị. Ủa mà ai đặt mà giao đây? À dạ, một người bạn giấu tên. Chúng tôi xong việc rồi. Rồi, cảm ơn. Ê, chưa. Ngoài giao bánh kem ra, tôi còn được lệnh gửi thư cho chủ tiệc nữa. À, là gửi thư cho con gái tôi á hả? Đúng rồi. Bé Linh ơi. Ê, cái gì? À, cái gì vậy? Không phải, không phải. Cái bé Linh ơi là cái đầu thư. Thường thường là đầu thư người ta hay ghi cái đó. Với lại chị né xa xa ra, đừng có đứng gần sếp em quá, hiểu không? Ông căng thẳng vô ông dấp. Để cho ông đọc rõ ràng. Chị né gần bên. Đây, vô đi sếp. Bé Linh ơi,
bạn biết không? Kể từ ngày mà chúng ta không còn gặp lại nhau nữa, không biết bạn có nhớ tôi không? Tôi lúc nào cũng nhớ bạn hết đó. Tôi với bạn không còn ở gần nhau nữa, nhưng mà tôi lúc nào cũng cầu nguyện cho bạn hết. Tôi cầu cho bạn gặp nhiều may mắn, cầu cho bạn có một tương lai tốt đẹp hơn. Bé Linh ơi, thương nhớ cậu nhiều lắm. Xạo nha, xạo nha. Hả, gì vậy trời? Cái tờ giấy trắng trơn như vậy mà đọc cái chữ ở đâu ra, nói tôi nghe. Hả? Có. Ở đâu có khó khăn à, ở đó có đoàn lăng à. Ê, hồn quá, hồn quá, hồn quá. Gì vậy, mấy người này là ai vậy? Xin lỗi chị, đây là thành viên của đoàn lăng. Dạ đúng. Đoàn lân. Dạ, đoàn lăng. Đúng rồi, hôm nay là tôi có mướn cái đoàn lân tới đây để biểu diễn cho con gái tôi coi. Dạ, trước đúng. Khi con gái tôi đi nước ngoài. Dạ đúng rồi, vậy mình biểu diễn rồi kia. Đợi tôi kêu con gái tôi ra đã. Dạ, kêu dạ. Bé Linh ơi, bé Linh. Linh ơi. Dạ. Con ra đây mẹ biểu nè. Mẹ có bất ngờ này dành cho con nè. Dạ. Trước khi đi nước ngoài, mẹ muốn giữ cho con một kỷ niệm và tạo một điều bất ngờ cho con. Đây nè. Ôi, đàn lân. Múa đi anh, giờ mình múa lân múa, đi. Múa đi. Thích lân đúng không? Rồi, chuẩn bị đi, rồi, 2, 3, chơi. Nhạc đi. Nhạc rồi đó. Đoàn lân tới rồi. Trời, bên đây mấy anh là đoàn gì đây? Sang anh đường. Bên đây là đoàn gì? Băng qua đường. Đi ra ngoài để cho đoàn lân chuyên nghiệp nó diễn. Mẹ. Cái gì? Nhưng mà con thích con lân màu trắng à. Nhưng mà cái này đâu phải mẹ mướn đâu. Sao? Hay là mẹ cho chú lân màu trắng múa nha. Con thích đoàn bên đây hơn. Rồi, vậy chiều ý con gái ha. Cảm ơn mẹ. Cho bên này múa. Đó, được rồi, thì cho mấy anh múa đó, ra múa đi. Tranh thủ mở cái nấm đi mày lên. Không cần phải mở, chị có mấy anh em đánh giùm lên, đánh giùm xíu là chia sẻ ha. Dạ. Thôi, múa xong rồi, mời mấy anh ra cho. Dượng ơi, chưa múa xong Dượng. Trễ giờ rồi con, ra máy bay bay qua nước ngoài đi. Nhưng mà con... Đi nhanh đi. Con muốn coi. Đi. Thôi nghe lời ba nè, tranh thủ đi đi, chứ nhiều khi mẹ sợ kẹt xe đó. Đi, nghe lời ba, ngoan. Mẹ. Thôi. Là mày hả Di? Lân hả? Ngày xưa mày cũng là con của một chủ đoàn lân nổi tiếng. Để rồi cuối cùng sao? Một tay mày phá nát cả cơ nghiệp nhà mày. Cũng nhờ mày, mày phá nát cả gia đình mày. Hôm nay mày tới đây chi? Mày định phá nát luôn tương lai của con Linh hả? Tao không cấm mày gặp con mày,
nhưng mà gặp cách nào đó bản lĩnh hơn đi. Đã là một thằng đàn ông thì phải đứng thẳng mà đối diện với con của mình, đừng có làm mấy cái trò này, hèn lắm. Ch
đánh giày. Đánh giày mặc đồ với ca sĩ vậy? Ước mơ của em anh, cái đó là tay trái thôi anh ơi. Còn tay phải? Dạ em cầm giày. Anh ơi, em cũng có ước mơ nữa. Rồi ca sĩ luôn đúng không? Dạ không. Chưa gì? Dạ hoa hậu. Ồ. Ước mơ mà, đâu có đóng thuế đâu anh. Trời ơi, ngày xưa em đẹp lắm, tới bây giờ em có bớt miếng nào đâu. Thôi bớt quan tưởng giùm em với chị. Rồi ra lấy trái sầu riêng vô đi, lấy trái sầu riêng ra đi. Dạ, em đâu có bán sầu riêng đâu anh. Chưa bán gì? Dạ thực ra là em thích cô Lệ Thủy rồi em mở nhạc nghe chơi vậy thôi à. Trời. Rồi tóm lại bán cái gì? Gì dạ em bán xin gum. Trời ơi. Mà nó đánh giày trên nơi. Từ từ đi. Sum gum á thì mình hát cái bài sum gum. Tự nhiên hát sum gum này hát bài sầu riêng là làm sao? Sao đột anh? Không lẽ mình rao vậy nè. Ai mua sum gum có? Ai mua sum gum? Anh thấy kỳ không? Kỳ lắm. Dạ anh mua gì đây? Mà thôi anh ơi đánh giày đi nơi vậy. Thôi trời ơi thôi đánh giày cái gì thôi em đi. Nè tôi nói cho hai người biết nghe chưa? Hai người là buôn gian bán lận. Trời ơi bán hàng rong mà mở nhạc sum hết trơn à. Trời. Không có như tôi gì hết trơn á trời á. Ai móc hoa thuốc lá ô nào. Thì ra cũng chỉ là thằng bán hàng rong thôi à. Mày đặt mặc áo bên xe dài thòn đòn hả mày? Em tạo nét. Tạo nét nè. Ai búp bê hư phế liệu với thải mua không? Trời ơi muốn tạo nét nữa hả? Mày đi vô đi vô. Cấm xuất hiện ở đây nghe chưa? Khu gì đâu? Đây là cái khuôn viên của tao nghe chưa? Ủa mày mới đốt phong long chưa vậy? Bực mình à. Dạ mẹ không cần phải đón con đâu. 20 năm rồi cảnh vật thay đổi quá mẹ. Con muốn ngắm nhìn một chút xíu. Lát nữa con về nghe mẹ. Dạ dạ. Việt Kiều. Hi. Hi. How are you? I'm fine, thank you, and you? Where do you go? My lovely. Where do you go? Anh từ đâu tới? Anh đi đâu vậy? À em biết rồi. Anh về quê đúng không? Về quê. Anh ơi. Đã lâu lắm rồi không về thăm lại chốn xưa. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cây cầu dừa. Anh đâu thấy cây cầu dừa nào đâu? À, cầu dừa ở dưới quê. Ở trên này chỉ có cầu dược thôi. Đúng rồi anh. Hai đứa vui tính quá. Anh ơi. Anh ơi. Anh ơi, mua giùm em xin gum đi anh ơi. Buổi sáng đó anh hôi miệng ăn xin gum đó anh. Em kỳ với em. Anh ơi. Em xin... Đánh giày đi. Sáng sớm kêu anh đánh giày nói anh chân thúi đó. Mày anh mua giùm em xin gum đi. Nói chung là bây giờ anh không ăn xin gum, anh không đánh giày. Lớn mà chơi cười quá à. Nãy giờ em mò quá trời quá đất luôn. Anh không muốn ủng hộ em miếng nào hết trơn á. Việt Kiều lâu lâu về quê hương thì phải biết ủng hộ những người nghèo ở quê hương cho. Đúng rồi, phải đánh giày chứ. Cái eo quá, Việt Kiều dùm cái eo quá. Ai nói với em anh là Việt Kiều? Anh vừa mới nói em nghe rõ ràng. Anh nói gì? 20 năm rồi, thành phố mình đổi khác quá. Đúng rồi. Việt Kiều là gì? Thì ý là tại vì anh ở trọng mới ra cho nên là... Gì? Ở trọng ở đâu hả? Trọng Nam Thần hả? Trong tù. Có gì đâu mà sợ. Chỉ là hỗ trợ âm thanh. Đứng lên. Đứng đi. Bán cho anh, bán cho anh cây xin gum ăn nghe. Dạ không không. Wow. Anh ơi xin gum này em không bán đâu anh. Wow. Xin gum này em để mà ăn. Bóc bán em rồi. Đánh mang đôi giày vậy anh vô quá. Không, cái này là để em tránh răng anh ơi. Buôn bán thì cho đàng hoàng nghe chưa? Dạ. Dạ mẹ hả? Con vẫn còn đang ngắm cảnh ở đây mẹ ơi. Ê! Ông tưởng, ông tưởng ông ở tù. Mày ngon ha. Ông ngon hả? Ông tao nè. Diễn vãn con nha. Đúng rồi. Tao biết đại ca tao nè. Tất bài cả chú ý, ý, tất cả chú ý. Đại ca xuất hiện. Bất tỉnh, bất tỉnh, bất tỉnh. Mời đại gia. Đại ca. Dạ tới rồi đại ca. Giới thiệu đi. Ủa có ai đâu giới thiệu đại ca? Mày đuôi hả?
Ở đây 130 người ta ngồi ta bấm chấm điểm cho mày mà không có ai. Chà, bốn vị giám khảo nữa. Ờ, 104 lần. Ủa? Dạ để em giới thiệu. Thôi mày đỉnh luôn đi. Tao dắt theo mày cũng làm được giống gì hết trơn. Để tao. Dạ kính thưa quý vị, hôm nay đoàn chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách rất là quan trọng, đó là tôi tên là Bảo, còn đây tên là mày là ai mày như con điên vậy? Dạ dạ, dạ em giới thiệu. Giới thiệu gì? Con gà. Con gà hả? Dạ. Tao tưởng con điên không đó. Đại dạ cá. Làm lại. Giới thiệu lại. Tôi tên là Bảo, còn đây là Bảo Kê. Nói tóm lại, chúng tôi là Bảo Kê. Tạm biệt. Đại ca ơi, em nói được ca nghe nè. Gì? Hồi nãy có một cái thằng kia kìa. Sao? Ở đâu nó ỷ lớn hiếp em tụi em á đại ca. Đúng rồi đại ca. Ỷ lớn hiếp à? Dạ. Đúng rồi. Địa bàn của tao dám ăn hiếp à? Dạ. Đúng rồi, dạ. Tại tụi bay không đóng tiền bảo kê sao tao bảo vệ mày được? Đúng rồi, đóng tiền đi mày. Giờ em chưa bán được gì á. Đại ca. Gì? Không chịu đóng tiền rồi đại ca. Ôi anh ơi. Không chịu đóng tiền à. Đại ca không có đánh dài được gì hết trơn. Nhờ em khổ lắm. Ôi. 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 Bảo tôi cái điện thoại. Sợ chứ mày. Chưa. Tôi chưa sợ kìa đại ca. Cái gì? Chưa sợ nữa. Dạ. Sợ chưa? Sợ rồi. Sao nãy giờ em nói sớm làm tốn hai cái điện thoại. Tụi mày sai lắm. Sao tụi mày không chịu đóng tiền hả? Tiền đâu? Không có tiền. Tại sao tháng nào thâu tiền cũng thiếu, cũng kể khổ, cũng hẹn lần hết vậy? Bỏ tiền mà đại ca. Từ đâu mày? Thằng đánh dây 100 ngàn. Hả? Mày bán báo 160. Ủa? Em bán kẹo cao su mà. Vẫn thu. Em bán kẹo xin gum mà. 100 tấm mày. 100 tấm là gì? 100 tấm là 180 mày. 100 tấm. Nói đúng đó. 100 tấm mày. Ơi lộn, 180 mày. Tấm với 8 không có liên quan. Tao không cần biết. Tao chỉ cần lấy tiền thôi. Tiền đâu? Không có tiền. Xin đâu tao? Dạ. Vô đồ rồi. Đừng có. Anh tha cho em anh ơi. Dạ ai, sao ai, có người muốn làm bảo kê đó không? Dạ không không ai, em chỉ giỡn nó vui thôi à. Ai, em có bảo kê gì hết, anh tha cho em đi. Đi về kiếm việc lương thiện mà làm. Dạ thôi anh đây bảo trọng nha. Đại ca, tụi nó đi rồi. Hay quá. Mình buôn bán á, mình phải biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Dạ. Hiểu không? Như vậy á, mình không bị người ta hiếp. Ai búp bê hư phế thải đồ bán không nè. Mày làm gì mày lỡ đây, quà tao cấm mày lỡ đây mà. Đại ca, nó giành địa bàn của em đó đại ca. Dạ. Để anh. Đại ca. Sợ chứ mày. Giới thiệu với hai đứa, đây là đại ca một thời của anh. Nhờ cải tạo cho nên đã được cải tà. Bây giờ anh ấy làm ăn lương thiện rồi. Đại ca tha lỗi cho em nha, em không biết. Giờ tụi em hiểu rồi, tụi em sẽ đoàn kết lại. Dạ. Tụi em bán đàng hoàng. Rồi. Yeah, bán đi. We ballin' another grand, another grand. When I roll 50 deep, I blow 100 grand. This the way I play, you don't understand. Champagne bottle at the bottle, damn. Glass at the glass, till you feel the buzz. Baby, bring it over, let me fill it up. I ain't did little shit since a little kid. I'm a big boy now, so I'm gonna be. Help me, please. Đỡ gì vậy có mấy đứa?
Giận quá mà. Có một động tác thôi, 5 năm tập hoài tập không được là sao mấy đứa? Có đỡ cái chân mỗi lần chị ke lên không đứa nào chụp hết là sao? Chị ơi chị, em nghĩ là chị nên giảm cân đi chị, chứ thân hình chị đột xộ vậy sao tụi em khiêng chị nổi. Kệ chị đi, chị mập mà chị đẹp đúng không? Nhưng mà chị không chắc cân. Đi giải lao đi, để chị ở đây chị tập nha. Dạ. Động tác 5 năm của chị. Ê bà chị, bà chị có giới thiệu cho đi hát hả? Có chứ. Sư phụ. Ôi, nhìn tôi vậy kêu sư phụ hả? Chư bắt giới. Nhớ, đứng kế chị với một cái thân hình mảnh mai như vậy. Dạ. Không bao giờ được nói từ heo. Dạ. Thôi. Dạ. Trưng. Dạ. Hiểu chưa? Dạ. Ở đâu nhào nhào vô đây kêu tôi vậy? Dạ em... Thôi 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 được rồi, hiểu hiểu. Lượn một vòng lúa rớt dài dài là hiểu rồi, dưới quê mới lên phải không? Lên chi vậy? Dạ đổi đời. Đổi đời? Dạ. Wow. Có người thân ở đây không? Dạ không. Bạn bè? Dạ không. Có tiền? Dạ không vậy. Về quê, về quê. Ủa sao kỳ vậy? Giữa cái đất Sài Gòn này mà không có mối quan hệ, không có tiền lấy gì mà sống. Nhưng mà em có cái thứ quý hơn tiền nữa chị ơi. Đâu? Cho coi đi. Cho tôi coi đi. Vậy đi về quê. Thôi thôi thôi. Em cho chị coi. Chị hứa với em là chị không được nói cho ai nghe nha. Hứa. Hứa không? Hứa. Hứa mà cho coi nha. Thề luôn á. Chị hứa nha, không cho ai coi. Nghe dễ sợ hứa. Gì vậy? Tên 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 tên. Mắm. Thôi ngon lắm chị, ngon. Trời ơi. Cái này chị ăn với cơm ngon lắm. Dạ 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 dạ. Trời ơi. Không biết ăn cơm hả? Không 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 không. Chị ăn xôi nha. Không 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 không. Ngon lắm. À chầm chầm. Mày ăn tiếp. Tôi thấy ở dưới quê á, thanh bình yên tĩnh, sống ở dưới sướng thấy mồ, lên đây chi cho cuộc sống nó đảo lộn vậy? Chuyện là thế này, hồi ở dưới quê á, tôi là một người chăn trâu, người bạn thân nhất của tôi là trâu. Trâu? Trâu của tôi nè, trâu ơi. Tôi lên Sài Gòn tôi đi thi cặp đôi hài hước. Trâu, trâu. Mày nói sao? Mày muốn lên Sài Gòn đi thi cặp đôi hài hước với tao hả? Trâu, trâu. Mà tao xin lỗi mày trâu ơi, cặp ti hài hước mới có phiên bản cho người, chưa có phiên bản dành cho thú. Trâu. Nếu như tao lên Sài Gòn tao thi á, tao đặt giải quán quân á, có tiền tao về quê tao chuộc mày, tao đưa mày lên Sài Gòn sống chung với tao nha, mày chịu không Châu? Ok. Yeah. Yeah. Tao đi với Châu, bye bye, tạm biệt Châu. Hết hồi tưởng. Chuyện con heo của tôi là như vậy á. Chị sao chị? Đã nói rồi là không có được nói heo, hợi, lợn chứ. Nhưng mà không có giải thích. Nhưng mà chị đừng đó. Tôi kêu đàn em tôi về hốt anh liền nè. Tụi em hả? Về đây hốt công nè chị chị. Tới quấy rối chị nè. Cái tướng tá thì cũng cao cao. Áo cơ. Sao dám đứng đây được? Bởi vì trời không sinh hai mặt, nước không thể hai vua, rừng không thể nào hai cọp. Thì cớ gì tại chỗ này lại có hai con heo kìa chứ? Lỗ mũi máu không kìa. Dạ không sao vậy. Người không có mặt á là phải có máu trên mặt. Chị coi đây, chị có sao không? Gì kỳ vậy bà nội? Sao vậy?
má tôi nói lên Sài Gòn là phải ráng giữ kỹ nè. Ủa má em kêu lên Sài Gòn giữ điện thoại tôi hả? Em xin lỗi chị, điện thoại của chị đây. Nghe nè, thấy anh cũng tốt bụng nè, thiệt thà nè, mà có tính hiệp nghĩa nữa. Dạ. Anh nói anh mê nghệ thuật á, anh có biết nhảy biết hát gì không? Trời ơi, nghệ thuật là tôi một cây luôn á. Anh Lý Hùng anh về quê tôi anh hát á, anh dạy tôi mấy chiêu hay lắm. Không phải gì làm nhạc cái tôi nhảy nguyên khuôn gì coi. Bùm chắc, bùm chắc, bùm 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 chắc. Bùm chắc bùm 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 chắc 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 bùm đếm nhịp là phải đếm như tôi nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Có được em tôi nè. Tôi thấy anh nhảy xong, tôi có chuyện cho anh làm liền. Dạ hả chị? Chị xin cho em hát cái gì? Không. Chị xin cho em nhảy hả chị? Chuyện nhỏ. Chị xin em làm gì? Tổ trưởng tổ lao sàn. Ồ. Chim gì hôn ăn sẽ hay là bánh giò. Hôm nay giảm giá anh mua nhiều đi, anh đừng nên mà tiếc tiền. Tặng này trước là lát cộng thêm đó. Dạ rồi, cảm ơn chị nhiều. Anh ơi, ăn nem nha anh. Nè, nem đi. Nem mày mà ăn cái gì? Anh không ăn nem hả? Giờ chú muốn ăn gì? Mày có khô không? Nãy giờ nhỏ rau nào là đậu phộng, nào là cốc, nào là nem, hỏi có khô không? Anh ơi, đòi hỏi gì quan nghiệt quá vậy anh? Không có thì khỏi mua. Dạ có luôn anh ơi. Hả? Dạ cái này là hàng đặc biệt, em để riêng anh. Dạ khô đi anh. Thôi khô này không có nhậu đâu. Không nhậu luôn hả? Ừ. Chứ anh muốn ăn gì? Có trái cây không? Trời ơi, em nói với anh là em có đủ thứ á nè. Em có đậu phộng, em có sinh gồm, đậu phộng nè, sinh gồm, không chịu hả? Em có xoài lắc, em có cốc lắc, hai cái cùng lắc, lắc. Thôi, tôi lạy bà xàm quá, tao thích ăn sinh tố nè, mày có sinh tố không? Dạ có luôn anh ơi, mà sinh tố có sẵn rồi. Thôi, anh muốn cái gì cũng có một thứ một là em không đáp ứng được thôi. Cái gì? Nhan sắc. Tao đang ăn nhậu rất là vui, mày tới mày xàm quá. Em năn nỉ anh mà. Không năn nỉ, đi chỗ khác bán đi. Phê đem. Uống đi mày. Nhậu mà đi ăn nhậu đi uống sữa, thiệt tình luôn trời. Tại sao xã hội bây giờ lại thiếu lắm những tâm lòng nhân từ bác ai? Tại sao người ta có thể ăn nhậu bạc trăm bạc triệu mà lại tiếc mấy ngàn đồng để mua ủng hộ xoài lắc cốc lắc của người nghèo như tôi? Nè chỗ anh em tao đang ăn nhậu vui vẻ, tự nhiên mày tới mày hát nhạc sến. Mày hát bài này sôi động lên coi. Dạ sôi động, có sôi động luôn đại ca. Ừ. Uống nước nhớ nguồn. Làm con phải hiểu. Đứng lại nè. Mày nghĩ cái mặt tao sắp chết hay sao vậy? Mày hát nhạc mày đưa tiễn tao. Mấy tao lên bàn thờ tao ngồi nè. Mày phun điếu luôn đi. Phun điếu đi. Anh ơi đây ba nén trầm hương anh xin gửi cho anh lần sau. Anh đừng giận thông cảm tại cái nghề nghiệp của em. Em hát đám ma không à? Xuống ca vô rồi. Anh có thể chửi tôi được nha, nhưng mà anh không được đụng chạm tới nghề nghiệp xúc phạm tôi không chịu à. Giờ tao thích xúc phạm mày, mày làm gì tao? Tao thích đó. Hả? Ý mày sao? Nghệ sĩ mày. Thôi đủ rồi nha. Vừa phải thôi. Thè tao mày chết. Ê. Đại ca để em. Anh đó.
Muốn gì? Ê, 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 ê. Bạn thấy nó làm nhục tôi hả? Chịu thua chứ. Tôi không chịu thua, tôi tự giận. Tôi thọt cái cây này vô, tôi tự giận tôi chết. Thôi thôi thôi, được rồi. Tôi thua, tôi thua. Thôi liền. Tôi thua, tôi thua. Thua nhớ đầu hàng. Đầu hàng. Em nói thiệt với đại ca, em buôn bán rất là có uy tín. Đúng. Dù khách hàng mua của em một bịch đậu phộng thôi, em cũng ba tăng khách hàng cho tới tàn cuộc nhậu. Đại ca, thằng này nè, nó kiếm chuyện đại ca chứ nó nhát lắm. Đại ca coi em xử nè. Mày hả mày? Mày hả mày? Thấy chưa? Làm gì anh, làm gì em đâu? Đau quá mày. Mày tưởng tao không biết hai đứa mày là vợ chồng à? Ủa, biết, biết luôn hả? Ngày nào tao cũng ngồi đây tao thấy tụi mày đi hát đám ma, đi bán kẹo kéo. Mày giấu tao làm cái gì? Dạ, đại ca, em năn nỉ đại ca thông cảm. Trời ơi, chồng em coi ông dạm dở gì chứ không nhát chứ lắm. Ông hiền lắm đại ca, tha cho ổng giùm em đi đại ca. Đại ca muốn gì vậy em đưa hết lỗ đậu phộng cho đại ca về ăn tới sáng cho vui đại ca. Mày muốn cứu chồng mày? Dạ, dạ, dạ. Đơn giản lắm. Mày uống hết cái chai rượu đế này, tao tha cho nó. Ấy dạ, vẫn chơi mà em đâu uống được bia rượu gì đâu. Uống dạ. Được không? Dạ, nghệ sĩ dữ giọng lắm, không uống rượu. Xử dạ, uống. Trời ơi, một lu một chai một dạy cũng không uống. Uống không có đâu, để đổ. Trời lạ má, tao mới mua cho tao. Trời ơi, em thương. Là tao về tao biến má tao. Thôi nín mà, nín mà. Rồi xong, lại mất thêm một bàn nhậu. Trời ơi trời, có sao không bà xã? Không biết uống, uống làm cái gì vậy? Không, đi bán mà kiếm nhậu quá lộn với ta là sao trời? Chứ bà không thấy hả? Cái chữ tôi không nói, xúc phạm tới nghề nghiệp tôi, làm sao tôi chịu nổi? Mà bà cũng ngộ lắm, bà bắt tôi làm cái gì cũng được hết á. Mà bà bắt tôi làm thằng hèn, tôi không có chịu. Chẳng thà ông làm thằng hèn, nhiều lắm thì nhục như chó hèn. Chứ bây giờ ông làm thằng ngu, cuộc đá nó quánh con mắt ông như con ốc bu, làm sao ông đi hát? Đó bây giờ ông có gánh hát. Hai vợ chồng về đây đi hết đám bữa được bữa cái à. Phải ráng đi làm kiếm sống chứ. Tôi quyết định rồi. Nghề hát này cực khổ quá, tôi không hát nữa. Từ giờ tôi kiếm việc làm, tôi kiếm việc làm ổn định để tôi lo cho bà. Từ bà tội nguyện, tôi không hát nữa. Bây giờ muốn nghỉ nghề gì? Đó, dễ thôi. Còn đậu phộng còn đồ lắc về tôi cuốn lên ông tổ tôi, mát ông tổ tôi nói: ông tổ ơi, bây giờ vợ chồng con khổ quá bỏ nghề. Mình sao xạo không à, bỏ được rồi bỏ lâu rồi đâu có khổ. Bây giờ
vọng đi xin việc làm ổn định cuộc sống thì được. Nhưng mà tới chừng ta kêu đi hát làm sao? Ra hát đi, chịu cực chịu khổ đi bán đây lớn như vậy nè. Hãy có người kêu hát là mình nhảy mình đi liền, biết không? Hứa với tôi đi, tôi năn nỉ ông bà. Thôi được rồi, tôi hứa với bà, tôi sẽ dằn lại, bà yên tâm. Hứa rồi đó nha. Lụm đồ đạc lại đây. Thôi, anh chị nghệ sĩ á, cũng đừng có buồn nữa. Dạ. Nói chứ lâu lâu mới có gặp mấy cái quậy phá vậy dạ, thôi. Dạ, biết rồi chị. Chứ tụi tôi thương nghệ sĩ lắm, nhất là mấy nghệ sĩ nghèo á. Dạ. Cứ tới quán tôi bán hoài đi, cái nào cũng được hết trơn á. Tao khoái cái lò thiêu của mày. Được, nếu mày đã nói như vậy thì hôm nay máu sẽ đổ thành sông. Máu đổ thành sông mà. Không. Sông mới sông quê nước chảy đôi bờ. Để anh chính dạ mười khờ thương em. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Nè, làng thằng nhóc ở bên lỡ, làng anh mới bên bồi. Nói chạy qua sông ở bên này tao đi hậu. Để nhánh con đò để trong bóng mù. Sao? Sao? Giờ này Thôi dẹp quýnh lộn mấy karaoke. Hả? Sao? Karaoke rồi sao? Sao giờ này còn chết Mạnh Quỳnh Phi Nhung vậy? Mạnh Quỳnh Phi Nhung ha. Tao bằng đang trường Cẩm Ly. Bằng anh ba tính bèo chị hai Kiều Anh đâu. Hai người đó mới quyết định rớt cái ở. Tao thua thua chỗ này thôi. Nhưng địa bàn tao vẫn phải chiếm. Cái gì? Mày nói ra một lần nữa coi. Nói đi. Mày chỉ sao mà nói? Bởi vì tao mới chỉ đó. Thằng ngu. Quân à. Đất có thổ công, sông có hà ba. Muốn uống rau má thì phải có anh ba. Anh ba. Xịn luôn. Nào cho tao uống rượu. Mấy em này cho tao uống rượu tao xịn luôn à. Dạ. Sao? Có chuyện gì? Thằng này nó tranh giành địa bàn của em anh ba. Thằng nào? Thằng này. Khoan. Cái gì? Anh ba cho em hỏi. Cái gì? Tại anh ba làm gì vậy? Lận bi á. Bi đâu anh ba lận? Rớt rồi mà theo như thói quen cho nên phải để yên vậy luôn nè. Hay đó. Còn cái này làm gì vậy? Lòng chim. Lòng chim đâu? Chim chết rồi, theo như thói quen phải để về luôn. Đúng quá ha. Làm hay vậy? Ừ, hay lắm. Nhiều khi đi ra ngoài đường người ta tưởng tật quyền không à. Rồi, sao có chuyện gì nè? Anh ba biết làm sao không? Ừ. Tại vì khu nghĩa trang của em dạo này á, không có đồ ăn. Cho nên buộc lòng em út em nó cũng đói mà em cũng đói. Em qua khu lò thiêu nó kiếm miếng cơm miếng cháo mà nó cũng mày qua khu lò thiêu tao mày kiếm cái gì? Cái xác hay cái gì? Hả? Cái gì á cha, mày dành nó chôn sống mày đó. Cái gì? Thôi cái được gì? Rồi nè, tôi không thể mặc anh ba tụi mày. Bây giờ vậy nha. Thằng nào thắng, thằng đó sống. Thằng nào thua, thằng đó buộc phải chết. Được, chơi không? Chuẩn bị. Mày tưởng tao sợ mày chắc? Chắc tao sợ mày chắc. Anh em chuẩn bị. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Chuẩn bị. Hai bằng nhóm. Chào. Hai bằng nhóm. Giúp hình kỹ hiểu. Chụp chung. Tốt. Đề nghị hai băng nhóm giao lưu. Bắt tay. Tốt. Khởi động rất giỏi.
Hai băng nhóm chuẩn bị tung đồng xu. Bây giờ ở đây đồng xu mặt có lúa là bát, không có lúa là bị bát. Không có lúa không có bị bát. Mày không có lúa không có tiền, không tiền bị bát. Đúng rồi. Ôi sao kỳ thế, không có tiền. Sao mày trả treo với tao? Trả treo nào? Mày thích trả treo? Sao? Mày thích trả treo thẻ vàng mày? Không, chưa quýnh cây nào luôn, chưa đập cây nào. Tao thích thẻ vàng. Không phải, mày thẻ vàng luôn. Tao chưa nói gì luôn á. Tao thích vậy. Nè. Không phải gì. Để chơi thôi, để chơi thôi, để chơi thôi. Để cái này là chuyện nhỏ thôi mà. Lại. Tung đồng xu. Đồng xu nè. Chuẩn bị nha. Chọn mặt nào? Mặt lúa. Bên đây. Không lúa. Được. Tung đồng xu. Ê gái trên sân thượng trả đồng xu đi. Trả lại con. Gái trên sân thượng trả cái đồng xu đây. Trả đồng xu đi. Ê nó chuẩn bị trả kìa, chuẩn bị trả kìa. Lấy đâu. Vậy là mấy đứa, lấy đi mấy đứa ơi, lên. Rồi, đợi nha, đợi khi nào nhang tàn rồi lấy nha. Lẹ chưa. Ê, đợi rồi, lấy đi. Xuống lấy nè rồi. Vô bánh rồi. Ê, chịu nè. Thôi dẹp đi. Ra đây quýnh lộn với giật cô hồn. Tao bị liệu thôi. Anh ba đâu? Anh ba ơi! Anh ba! Anh ba ơi! Anh ba! Tao nói thiệt, tụi bay không nhìn xuống luôn á. Anh ba nằm chèo queo như vậy sao được, đỡ anh ba lên. Đỡ ba lên. Nhanh lên rồi, anh ba như siêu nhân luôn. Phải như vậy. Tụi bay phải biết một điều nè. Cái gì cũng phải có trật tự. Phải nể nang anh ba chứ. Có đúng không? Ờ dĩ nhiên là máy hình sao lấy nè. Anh la hai thằng bay đó. Tập trung chút xíu được không? Dạ. Xong xuôi hết chưa? Dạ rồi. Đề nghị hai bằng chân chuẩn bị. Kênh thấp xuống. Họ cứ thế kênh qua ngày này đến ngày nọ, kênh đến mùa xuân. Sau đó sang mùa hè. Sau đó lại đến mùa thu. Tiếp theo là đến mùa đông. Công an tới. Tao biết lắm mà. Chưa quánh luôn, mới đứng kênh nhau thôi bị bắt vô đây rồi. Thì bởi vậy. Hay lắm. Thì đó. Không có rồi. Được cái gì hết đó. Bởi vậy. Cái gì vậy? Ồn ào quá hả? Tại sao vậy? Tại sao tụi bay lúc nào cũng ồn ào, cũng canh me những cái giờ giải lao ra mà tụ tập? Tại sao mà ồn ào dưới một cái chợ tụm năm, tụm bảy, tụm ba, tụm bảy vậy hả? Dạ, tụi con tụm năm. Năm sáu bảy gì cũng vậy. Dạ. Làm gì mà ồn như cái chợ vậy hả? Chú ơi, ở đây chú ồn nhất đó. Tao quản chợ mày. Mày chú biết sao không? Tụi con lâu quá gặp bây giờ. Tôi kể lại cái chuyện ngày xưa, tụi con không biết nhau, quýnh nhau. Dạ. Anh em thân thiết với nhau thôi. Dạ. Thân thiết cái gì không biết nữa à? Tụi mày ồn ào vậy là mấy cái khu khác làm sao người ta ngủ? Trời ơi. Ồ, rút kinh nghiệm đi thường. Nè. Dạ. Tao nói cho tụi bay nghe. Ngày mai là ra ngoài xã hội lại rồi. Dạ. Rồi tụi bay đi như vậy á, có biết tao buồn không? Rồi tao ở, không có tụi mày, tao như thế nào? Chú tao... Chú đừng khóc nữa. Chú
Không lẽ chú Trù cũng ở trong này chung thân luôn hả chú? Không có phải Trù mà là đau thương tụi bay, tụi bay hiểu chưa? Dạ, thì thương. Thì giờ vô mà ngày mai con về xã hội thì mới mốt quá, anh em con rảnh con đón xe. Thì con vô tụi con đắm chú lại. Đúng rồi. Thì là biết là vậy rồi mà tao sợ ngày mai tới rồi tụi bay. Tao nói nghe nè. Dạ. Ra tới ngoài xã hội đó, bỏ mấy cái tật đi. Dạ. Biết không? Dạ, dạ biết. Xấu tật sai là bỏ hết. Bỏ. Dạ biết rồi. Tụi bay chui vô đây lại đó biết chưa? Dạ. Mà tao nói nghe nè, tao còn không tin tưởng tụi bay nữa. Còn tin rồi, tin chứ tụi. Tao phải kiểm tra từng thằng. Dạ. Từng thằng. Từng thằng một. Để coi tụi bay còn cái tật xấu không. Dạ. Để coi. Nhưng mà chú muốn kiểm tra sao? Ờ đúng rồi, phải kiểm tra cái gì chứ. Tụi con không còn xấu đâu chú ơi. Người tốt rồi. Tụi con tinh khiết như những giọt xương vậy đó. Ví dụ như bây giờ tao giả bộ tao rớt cái bóp. Dạ. Đúng không? Chứ xong rồi nếu như mà cái bóp không mất á là tụi bay giỏi. Dạ. Còn mà mất là vẫn còn hư. Dạ. Mà vậy. Ủa? Cái bóp tao đâu rồi bay? Bóp tao đâu rồi? Ủa? Cái bóp tao đâu rồi? Bóp chú nè. Mày! Thằng này tào lao quá. Cái bóp của chú lấy chi cho nhanh. Sao lấy đồ? Nó nhanh thì nó móc ra cái bóp liền. Chú ơi, chả chú cái quần đùi à. Thế này kỹ lắm chú ơi. Mà nhớ cô nói chú nghe nè, chú gì cũng phải cẩn thận. Điện thoại là không có rẻ đâu, giữ giữ điện thoại chắc chú. Điện thoại mà nó lấy được, trong khi cái sim nè chú phải giữ kỹ. Tháo sim luôn. Chú, đi khám bệnh mà quên sổ là sao vậy? Tao trời ơi, tụi bay lấy đồ tao nhanh vậy. Lấy hồi nào? Hồi nãy á. Lấy đồ nào? Là hồi nãy á. Tụi bay nhây nha. Nhây ơi. Thích chi luôn tao. Tao nói rồi đó, đồ đà của tao tụi bay cứ ăn cắp hoài là không được đâu nghe. Dạ, bóp của chú nè. Này nó ghê thiệt đó, trời ơi chú mặc chi tới hai cái quần vậy chú nè. Đi thôi thay chứ xa, gắn một pin vô thay. Mày lấy luôn. Gắn một pin sao được trong khi cái ấp lưng mà không có. Chú, cái gì? Giấy chứng nhận ung thư. Cái gì? Ôi, mày mới là thằng ung thư á. À, con giỡn thôi. Giỡn thôi chú. Trời đất ơi, đồ tao mà tụi bay á. Không có, giỡn chú cho vui vậy thôi á. Trời ơi, trời, lấy hai cái quần chắc chóng nữa mà. Đừng có chọc tao nữa, tụi bay suốt ngày chọc tao hoài. Không có chọc đâu. Nói chung hồi nãy là mấy cái đó là Tặng cho chú. Dạ, đúng rồi. Chứ ai đâu làm vậy kỳ, chú hiểu không? Tôi tặng hả? Không có lấy cái bóp chú đâu đó. Hiểu không? Thôi rồi của chú, bữa chú Hương chú đương sửa nhận sửa giùm đó. Đúng rồi. Đồ tặng. Cảm ơn. Ê nè, tao quên nữa. Vậy cái bóp này của ai? Bóp này của ổng luôn á, của chú đó. Của ổng mới trả. Tao buồn nghe. Tao buồn liền á, trả đây. Trời, nhanh tay lẹ mắt rồi chú ơi. Đi nè, hôm nay á là chú ra đây. Dạ. Chú này. Chú sẽ là chào đón tụi con. Ok, chào đón sao nè. Dạ, tạm biệt tụi con. Tạm biệt. Dạ. Nhưng mà phải kiểm tra tụi con. Kiểm tra gì đó. Kiểm tra cái nghề. Cái nghề hả? Trong trường này giáo dưỡng là dạy cho mỗi đứa một nghề. Dạ. Ra ngoài xã hội làm người tốt. Đúng rồi. Đúng chưa? Đúng. Thằng nào nè, tao nhớ coi. Rồi, tao nhớ rồi. Nhớ cái gì? Tao có mang quà tặng. Dạ. Có quà tặng hết tụi bay ơi. À, thằng Quang. Dạ. Thằng Quang nè, thằng Quang lại đây coi. Đánh giày he. Tặng con đánh giày. Dạ, cảm ơn chú. Đi đánh giày cho chú nha. Dạ. Nam. Con. Cắt tóc. Cắt cho chú. Cắt. Nhớ nha. Tặng kéo cắt đồ là sao trời? Đó là vui. Cô đó là con may đồ. Cô đây là học may đồ, may áo đó. Đúng rồi. May đồ đây. Chú có một cái áo. À bị. Con rách quá trời luôn. Bị rách đúng không chú? Nha. Trời, đứa con sửa vòng 30 giây. Đúng rồi, nhưng mà riêng mày. Sao chú? Ra ngoài xã hội đừng có đánh đề nữa. Trời, cái này đánh đề là cũng bỏ lâu lắm rồi. Ừ, chiều nay ghi số mấy? 11 đi chú. Hôm qua là mơ thấy cái đó. Cái gì vậy? Chú còn bị liệu hối hoài rồi. Thằng này. Di Dương. Đấm bóp dạo. Đây, có quà riêng. Dạ. Tặng chai dầu gió. Lạc Hoàng Long. Đây. À, có gì nấu ăn là số 1. Số 1. Con số 1. Số 1, nấu cá được không? Không được. Không được. À, nấu trứng được không? Không được luôn. Thịt bò. Không được luôn. Thịt heo. Không được luôn. Chứ mày nấu cái gì? Nấu cơm. Nấu cơm ai chả nấu được. Nấu cơm ăn chung với đồ chay. Đồ chay ngon, được. Có thêm gì được không? Dạ. Thêm chất dinh dưỡng nha. Tùy mày, tùy mày. À, vậy được rồi, nhớ nè. Bây giờ thử sao? Bây giờ sao nè? Thử sao nè? Giờ thử sao? Thì bây giờ tụi bay thử trên tao.
À, à chú, Trinh Tú hả? Sẵn sàng chưa? Rồi, vậy rồi, 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 rồi. Chơi. Dạ, mời. À, đợi, 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 xíu đi. Đi, chào rồi. Mỗi đứa. Rồi. Đây, 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 đây. Rồi, 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 rồi chú. Cuối cùng, con đã có một cái nghề. Tôi đã có nghề. Tôi hãnh diện về tôi quá. Trời ơi, tụi bay làm cái gì tao vậy? Này, này, hớt tóc cho chú. Này mình làm hả? Mình làm chứ hay làm mình quên hoài à. Mày hớt cái kiểu gì đây? Cái kiểu này hot hồi xưa lắm chú. Dạ. Kiểu tabu á, kiểu của chú Minh Dương á. Đẹp, hợp với chú. Còn thằng Hoàng. Dạ. Tao đưa mày đôi giày da, mày đánh sao ra đôi dép Lào. Dạ nước chảy đá mòn, đánh riết nó cũng phải mòn thành vậy chứ chú. Thằng Tưng, mày mai cho chú mà ra giày sao? Con xin lỗi chú, con biết chú năm nay chú bị tam tai, cho nên con cắt ba lỗ cho mỗi tay nó chạy một lỗ. Dương. Dạ. Mày đánh chú ra nông nỗi này nè con. Con định nhượng da cho chú. Mày ở đây lâu nhất luôn. Không lẽ không còn thằng nào được hay sao? Con hấp dẫn chưa? Ăn đi bố con. Cái tương chỉ sợ nó giành giật nhau mà cái gì vậy hả? Mày giỡn mặt tao hả? Mày giỡn mặt tao hả? Không phải, tại thấy hấp dẫn quá, thấy hấp dẫn quá. Thực chất cái giày là dành cho chú. Món ăn chay đâu chú? Chỉ có thằng Long thôi. Dùng đi chú. Cái đũa nó để trong đây không sao đâu nha. Chú dùng nha. Dùng đi. Đâu ngon, đâu ngon. Ngon chú. Ngon chú. Giỏi. Dạ. Thằng này làm nghề được nè. Dạ. Trời ơi, nó nấu đồ chay mà ăn toàn mùi gà không. Gà thiệt. Gà thiệt. Đó. Mà cho mày nấu đồ chay. Thì đó, thì đồ chay là con gà, ăn gà đó ăn chay nấu đồ chay. Gà nó ăn chay. Con gà của chú đó. Sao tụi mày lấy đồ của tao không vậy? Ai biết đang nấu con gà nó nhảy vô cái nồi chứ bộ. Trời ơi, không thằng nào ra làm nghề được hết luôn. Ôi chú ơi, chú ơi, ơi. Từ nãy giờ con giỡn với chú thôi. Thật sự ra là con không có hớt tóc cho chú. Cái này tóc giả rồi. Không phải thấy không chú không? Ủa, tóc giả, tóc giả. Dạ, nguyên mà chú. Sao mày không cắt cho tao? Không được, dạ. Cái mặt chú á, nó mập lắm. Cắt cái tóc dài để gì nó hợp là cắt tóc ngắn, cái mặt nó mập lắm à. Mập ra đó, hiểu không? Đây nè, cái này là đôi dép của con tặng cho chú. Coi như là kỷ niệm của con. Trước khi là tụi con đi ra khỏi trại này, hiểu không? Chứ đồ dài của chú vẫn còn đây nè. Còn cái áo á, chú đưa con mai cũng xong rồi nè, thấy không? Nhìn thôi. Đẹp không? Con giỡn chú thôi mà, chứ đâu phải là... Xong rồi hả? Chú, để lao chú nha. Ôi ơi, cái thằng này nó lao vết bầm đi luôn nè. Dạ, con trẻ mà. Mày nghĩ vết bầm gì thiệt vậy? Con học make up mà. Mày giờ make up hả? Make up. Đây nó nghe là bữa giờ bốn thằng nào ngủ chung với nó vậy? Bốn thằng. Bốn. Oh. Nè, 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 nè. Tụi bay làm gì vậy? À, ý con nói là nó ngủ chung với bố con, nó hay lấn tụi lấn, nó té xuống té. Bị đau. Bị đau. Đau là nói bị đau gì đâu. Ôi, ui da, ôi da. Ủa, chú sao vậy chú? À, nãy chú ngồi bị cứng. À, bị cứng hả? Bị cứng. Bị cứng. Đây này vậy. Chú à. Hả? Đó phiền con. Phiền con. Dĩa gà nãy á. Ừ, mày nói với tao là con gà không phải của tao. Gà của chú thiệt. Mày Con đùa thôi mà mày cái gì? Đây đè, con gà đó, đó là con gà đó, con gà của con. Ừ. Con gà của con đó, con nuôi nó bấy lâu nay đó. Này biết là sắp xào chuối rồi cho nên làm món gì đó để chú ăn. Thì chú cảm ơn. Thôi vậy nè, mấy đứa về phòng đi, sắp xếp đồ đi. Dạ. Về phòng hết đi, về phòng hết đi.
Rồi có gì à, sáng sớm mai à, có ăn bữa cơm cuối rồi có xe tới đưa đi. Trời 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 trời, trời đi, gì ghê vậy? Đi bắn hả? À, không phải, ý vô là ăn bữa cơm cuối cùng ở trong cái trại à, à, gọi là cái gì chung giáo là dưỡng. Cái gì? Giáo dưỡng. Quay quá. Dạ. Giáo dưỡng xong mai về tụi con về với xã hội. Dạ. Về xã hội làm người tốt nha. Dạ. Thôi về đi, về đi. Dạ. Tới giờ ngủ hết rồi nghe. Tới giờ dạ. Ngủ hết rồi. Mấy này cho tụi con ngồi đây, nghe tiếng kẽn lần cuối nha chú. Lần cuối đi chú. Tụi con muốn nghe tiếng kẽn lần cuối chứ. Khi tụi con xa chú. Kẽn thì kẽn. Mùa hè tới là khủng long lại kéo đến làng mình quậy phá. Mình là con người mà, mình không thể nào chịu nhục nhã như vậy được, đúng không anh đầu đàn? Sao anh tát em? Vì mày nói đúng. Hàng năm mỗi lần tới mùa hè là khủng long tới mùa sinh sản, thường xuyên kéo tới làng ta đập nát hết tất cả. Nào là chung cư cao tầng, phim trường game show, đập nát hết tất cả, gây nên cảnh nhà tan cửa nát. Con thì mất cha. Cha ơi. Chồng thì mất vợ. Vợ ơi. Còn vợ thì mất nết. Anh ơi, chồng em chết rồi, anh đi với em nha. Sao anh tát em nữa? Giây phút nào mà con còn dở được vậy nữa. Nhưng mà bây giờ mình phải làm sao để đối phó khủng long? Ta đã tính toán hết tất cả rồi, cậu bé đầu quắn à. Không được gọi con là cậu bé đầu quắn, mà phải gọi con là hoàng tử. Tại sao? Vì con là hoàng tử. Ba tên hoàng tử hả? Dạ. Mình phải làm sao? Nè hoàng tử à. Dạ. Ta là người đầu đàn mà. Dạ. Ta đã có suy tính rồi. Mình làm gì bây giờ? Cách tiêu diệt khủng long đó là ta phải mở ra một cuộc thi để tìm kiếm cái gì? Hoa hậu. Liên quan gì đâu ba. Sao mình không mở cuộc thi tìm kiếm anh hùng tiêu diệt khủng long luôn? Đúng là suy nghĩ nông cạn. Sao vậy? Suốt cuộc đời đầu quán không lên được đầu đàn như ta. Ta hỏi con. Dạ. Ông bà của ta có câu nói như thế này: anh hùng không vượt qua ải mỹ nhân. Mỹ nhân còn mạnh hơn cả anh hùng. Đúng vậy. Chính vậy, khủng long ngoài kia chắc chắn cũng sợ mỹ nhân. Anh đầu đàn làm sao anh biết điều đó? Bán mấy căn nhà rồi. Mọi người cho anh đầu đàn một tràng vỗ tay hoan nghênh người đàn ông bị ghét rồi. Không cần những tràng vỗ tay xàm xí như vậy. Dạ. Tóm lại. Dạ. Con có tin ta không? Con tin. Đàn ta có tin ta không? Tin. Ta cảm ơn rất nhiều. Thưa mọi người. Con không có đẹp. Trời ơi. Thời tiền sử màu áo sẽ dai. Đẹp lắm con. Dạ. Bây giờ sau khi ta tìm kiếm hoa hậu rồi. Dạ. Chúng ta sẽ không còn sợ khủng long nữa. Dạ. Ra ngoài đường nếu gặp được khủng long, chúng ta hãy tóm lấy nó. À, con khủng long nó cao lắm nha. Mình tóm ở đây là tóm cái gì vậy anh đầu đàn? Tóm cái gì vậy? Ta sẽ tóm trái khế của nó. Hay dứt nào, hãy nắm tay ta. Dạ. Nắm tay cùng nhau mở cuộc thi Hoa hậu mùa hè. La. Bà con chúng ta mộ cho tràng pháo, vỗ tay đón chào MC diễn viên Quốc Khánh. Hãy
chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hoa hậu mùa hè. Chương trình Hoa hậu mùa hè được tổ chức định kỳ hàng năm và phát sóng vào lúc 9 giờ tối trên kênh truyền hình Khủng Long 1, phát sóng vào trưa thứ hai trên kênh truyền hình Khủng Long 2, phát sóng lại vào trưa thứ ba trên kênh truyền hình Khủng Long 3, phát sóng lại vào trưa thứ bảy trên kênh truyền hình Khủng Long 7. Riêng trưa chủ nhật quốc tế Khủng Long chúng tôi ngừng phát sóng. Cảm ơn quý vị. Thời nào cũng vậy, trung thu phải có thiếu nhi và cuộc thi không thể thiếu ban giám khảo. Thời chúng tôi cũng vậy, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay to giả mang con ngang để đón chào cụ A Chi. Kính thưa quý vị, cụ A Chi chúng tôi năm nay 150 tuổi, là người có đã cái gì vậy ba? Ra đi cho ba chị. Ra liền. Xin mời cụ A Chi chào khán giả. Dạ chào mọi người. Chào mọi người nha. Khán đây. Giả đây nè ba. Ủa bên này hả? Trời đất ơi, cái mắt bị gì vậy? Xin lỗi, mắt mũi kèm nhèm không có thấy đường, 150 tuổi rồi. Nó nghe nè, mắt mũi kèm nhèm đi về đừng làm ban giám khảo ba. Ê, bậy, không có được. Cho làm ban giám khảo đi. Tuy là mắt kèm nhèm nhưng mà tai còn tinh lắm à. Tôi chỉ cần sờ vào một người là tôi biết được người đó đẹp hay là xấu liền. Thiệt không? Thiệt. Thử tôi đi. Được. Tôi đố không? Tôi đẹp hay là xấu? Mày béo phì nha con. Hay quá. Hay. Rồi. Mời ông về chỗ. Cảm ơn. Kính thưa quý vị, bật đi đâu vậy ba? Về chỗ nè. Trời ơi, cái đó là ghế của người ta. Ủa? Gì kỳ vậy? Người ta cũng ban giám khảo mà, người ta ngồi ghế salon. Sao tôi ban giám khảo tôi ngồi bên này kỳ vậy? Người ta thời hiện đại, ba thời gì? Thời đồ đá. Ngồi cục đá đi ba. Gì gỗ vậy? Không lẽ là thời đồ đá ngồi lên cục đá? Vậy tôi thì ngồi lên cục sắt là thời đồ sắt hả? Đúng rồi, ngồi cục đá là thời đồ đá. Ngồi cục sắt là thời đồ sắt. Bây giờ tôi ngồi lên ông nè. Thời gì này? Thấy mặt ông gớm gớm không? Gớm. Thời đồ gớm. Đi vô. Vô liền nè. Xin lỗi vì đã mất 5 phút tào lao với cụ A Chi. Xin lỗi quý vị. Và sau đây xin mời quý vị một lần nữa làm tiết tấu sân khấu nóng hơn. Cho một tràng pháo tay to giả măng con ngang để đón chào Hoa hậu núi rừng. Em quên, em ở trên rừng, em bắt chí riết em quên. Kính thưa quý vị, bất kỳ thầy. Kính thưa quý vị, bất kỳ thầy. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, bất kỳ thời nào đều có những chuẩn mực nhan sắc riêng. Tôi không biết thầy quý vị nhan sắc như thế nào, nhưng thầy của tôi đây là nhan sắc đẹp, chuẩn không còn chỉnh Instagram thưa quý vị. Xin mời Hoa hậu núi rừng tự giới thiệu về mình. Dạ. Em là Hoa hậu rừng. Bên Nguyễn Thị Lân rừng. Nhà em ở trong rừng. Rất thích ăn gà rừng. Em Nguyễn Thị Lân rừng. Rừng nào bà mới dừng? Em không rõ được rừng. Em đang nói nữa rừng. Không được bắt em ngừng. Kẻo em dùng lực rừng phá đánh một trận tấn bừng. Công chúa ngủ trong rừng. Ê, làm gì? Im cho heo rừng ngủ. Ê, đang thi mà. Quên. Trời ơi, hết hồn, sợ tỉnh dậy nó hút phải không? Bây giờ xin mời Hoa hậu núi rừng lại cho ban giám khảo chúng tôi là cụ Á Trì khảo nghiệm nhan sắc. Trời đất ơi, nó tán ra lực xù vậy trời. Ông là ai? Cháu không biết đâu. Ông đi ra đi. Cái gì vậy bà? Đừng có đụng vô người em. Em bị vậy ư? Anh đừng có đụng bà. Đừng có đụng vô người. Đừng có đụng
đây. Chạy đi chị em ơi. Đâu 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 kìa, đâu kìa, đâu. Trời ơi, con này nó chưa đậu quả hậu mà nó có tiềm năng ghê chưa. Ờ. Đi ra hả? Trời ơi, nó cười miễn chi. Chứ nó bảo hiểm mà đâu có lộn. Bà đi đâu vậy? Em quán tính. Hành nghề bao nhiêu năm mà quán tính vậy em? Đúng này, em hành nghề gì? Em tưởng con khủng long mới tới chứ bộ. À, bây giờ bỏ qua phần thi nhan sắc. À. Ok. Hoa hậu không có nhan sắc. Ở đây anh biết hoa hậu phải có tài năng. Em có tài năng gì không? Có. Tài năng gì? Tài năng của em là ca hát. Ê ê, ca hát được nè con, hát bài gì vậy con gái? Em gái mưa. Không được. Thứ nhất. Hả? Em gái mưa. Thôi anh tắt nhóm đi. Tôi như đó không nhớ nữa. Nè. Sao? Có cho thi nữa không? Em gái mưa nhóm trước người ta ca rồi. Cái thứ hai, em gái mưa ca ở đây không được, bởi vì đây là mùa hè, là mùa khô, làm gì có mưa mà em ca được em gái mưa. Hả? Không cần biết, em chỉ cần hô một cái mưa sẽ tới liền. Trời ơi, ghê vậy. Thử làm, xem. Làm thử đi. Mưa. Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Hay quá. Trời ơi, mưa thiệt nè. Mưa thiệt nè. Ca đi em, ca đi. Mưa chưa có lớn, chưa có ngắm mưa, chưa hát được. Mưa lớn lên, lớn lên, lớn lên, lớn lên. Hát đi, hát đi. Chưa có bão, chưa có cảm cúm, chưa có hát được. Bão lên, bão lên, bão lên. Ca đi em, ca đi. Dòng tố tới đi. Dòng tố, dòng tố. Tới luôn, tới luôn. Nó hát chưa con? Dòng tố lớn quá, trời đánh nó chết rồi. Trời ơi, chuyện gì vậy? Trời đánh nó hồi dương luôn. Nhạc lên. Có nhạc. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với MV Em Gái Mưa phiên bản hụt dình lộn. Anh ơi. Em. Anh lại sinh ra để dành cho em đúng không? Đúng rồi em. Mình hợp nhau lắm phải không anh? Hợp lắm em. Anh ơi, anh thích uống cái gì? Anh thích uống trà. Còn em? Em thích uống sữa. Trà sữa. Anh ơi. Em. Anh thích ăn cái gì? Anh thích ăn bánh bao. Vậy còn em? Em thích ăn chùng chỉ. Bánh bao chỉ. Em thích cái gì nhất? Em thích đạp xe đạp. Vậy hả? Còn anh? Còn anh thích cướp xe đạp. Cướp đây. Trời ơi, trời ơi. Ba, đưa xe đi, nó bắn bại giờ. Trời ơi, nó đi rồi. Nó đi chưa? Trời ơi. Anh ơi. Em ơi. Bây giờ anh thích đi đâu? Anh muốn đi về nhà. Thì còn em? Còn em thích đi nghỉ. Nhà nghỉ. Trời ơi. Đừng có đi. Thời điện sử nhà nghỉ mới mới lạnh mới má ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi chơi. Nó đi con rồi. Con nhỏ này có tiềm năng mà trời ơi. Nó đi trời rồi ơi. Ai ở lại mà thi đây, đừng có lo nữa. Đi. Ủa lẹ dữ vậy. Ủa sao khóc? Sao? Thì ra em là công chúa ngủ trong rừng mà em bị cấm sừng. Trời ơi. Tại sao nó cấm sừng em? Thì ra ảnh chỉ coi em như là em gái thôi. Trời ơi. Vậy nó coi ai là người yêu của nó? Đừng nói nhiều nữa. Ta sẽ đi tìm công chúa của lòng ta. Công chúa ngủ trong rừng. Nàng đang ở đâu? Hoàng tử. Nàng đang ở đâu? Công chúa à. Công chúa. Đừng cản ta. Lộn đường rồi ba. Hoàng tử. Thời tiền sử mà cũng đụng xe nữa trời. Dạ. Anh kêu em. Kêu mày nào? Anh kêu hoàng tử. Hoàng tử. Em tên hoàng tử nè. Lúc đầu giao đãi mà tao quên. Trời ơi.
Cái gì vậy bà? Anh cũng là hoàng tử đó. Ủa tao hoàng tử rồi nào? Dạ, anh họ Từ tên Quảng, Từ Quảng là hoàng tử. Sao vậy anh? Sao cái giây phút khủng long sắp đạp nát làng mình mà mày còn có tư tưởng nó lái hài hước nữa. Trời, anh đừng có lo, mọi chuyện đã có em. Em đã kiếm cho anh về một cô bé khấu khỉnh dễ thương, đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Đáng yêu, đáng yêu, đáng yêu. Dạ. Nói đâu? Dạ, cô ta đến từ Bình Dương. Cái gì Bình Dương? À, không, 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 hoa hậu biển xanh. Không có dính dáng gì luôn. Không, không, em nghe Dương, 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 biển, 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 biển đó, biển xanh. Cô ta có phải là nàng tiên cá không? Dạ, đúng chị. Nàng tiên cá trong truyền thuyết à? Dạ. Mời cô ta vào đây. Dạ. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay lần cuối cùng để đón chào hoa hậu biển xanh. Nằm nghe sóng vô từng lớp xa. Kính thưa quý vị và các bạn, trước mặt quý vị đây là nàng tiên cá hay còn gọi là hoa hậu đệ nhất. Bởi vì là nàng tiên cá cho nên lúc nào nàng cũng có hai chữ để nhau để tạt nước. Nếu như không được tạt nước thì nàng sẽ như thế này đây. Vượt ngàn hải lý tương xa. Kính thưa quý vị, người ta đi thi hoa hậu, người ta tốn tiền trang phục, tốn tiền phấn son, tốn tiền make up, mà tốn tiền cũng tiền nước. Anh ơi, anh ơi, tiêm nước ghê em anh ơi. Tốn tiền nước chưa? Có bao giờ đóng đâu. Chút nước rồi. Sushi mấy đứa. Tào leo. Trời ơi, cái người gì đâu mà đợi người ta xô xảy là đẩy ra ăn liền à. Hết nước rầu á thì truyền cái này cho tôi. Trời ơi, cầm nước biển theo luôn hả bà? Dạ. Chừng kiếm cái chỗ chích vô cho tôi nè. Bà là con cá biết bèn, bà ở đâu mà chích? Trời ơi, kiếm dễ ợt, kiếm về nè. Bèn bèn bèn.
đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy vẫn vương trong tâm hồn. Em có biết không, hè về phượng hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ước vọng cao dâng. Giờ trong tim tôi màu hồng không phai phôi, xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phượng ơi. Lòng vẫn hay buồn vì đời thay đen đổi trắng, người dối gian. Dẫu là niềm vui cho những người nhiều tình yêu, càng xót xa nhiều. Trong tiếng hát ve phượng. Trai! Trai ơi! Trai ơi! Trai rồi! Trai ơi! Trai ơi! Trai ơi! Trai ơi! Hùng ơi, Hùng. Hùng ơi, Hoàng Phi Hùng. Nhạc là nhạc Hoàng Phi Hồng. Mày tên Hoàng Phi Hùng, mắc mớ gì mày múa? Tao quên khuấy đi điều đó. Hi, Hùng, Hùng, Nguyễn Phi Hùng. Sáng em hôm nào tiếng giữa linh hồn khi con chợt mở hai. Ui da, các người ta là Nguyễn Phi Hùng, còn của mày tên là Nguyễn Phi Hùng. Mày không có chữ G. Mỗi lần đi nhậu mày xui dễ sợ. Ê ê, hun cái mày đi luôn à. Mày kêu hồn tao đi luôn là phải rồi. Không sao, mày gặp nhau là tốt rồi. Không, 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 không. Cách đây 15 phút tao với mày xa vắng nhau. Bây giờ tao với mày gặp lại nhau rồi. Mừng quá. Không. Amen. Yeah. Mày nữa. Tao không có thằng bạn như mày. Nghĩ đi mày. Thì chơi. Đi đi. Không. Không. Tao với mày vẫn là bạn chứ. Đúng. Mỗi lần gây lộn với mày xong hát câu này không gây lộn nữa. Đúng. Tao với mày vẫn là anh em. Phải. Nhưng mà cái quan trọng là mục đích của mình vô đây làm cái gì người ta chưa biết nè. Thì bây giờ nói nè. Người ta chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì hết. Mày biết không, ngày mai tao với mày thi cái cuộc thi là tiếng hát bolero. Ừ. Và bây giờ tao với mày vẫn chưa có bài thi. 4 năm đêm mà thức trắng là chưa suy nghĩ ra bài gì. Rồi có nhớ không? Nhớ rồi. Đó. Mà cái cuộc thi đó đối với chúng ta rất là quan trọng. Đúng. Tao với mày phải nhất định chiến thắng trong cuộc thi này. Bởi vì sao? Tao với mày có chung một cảm xúc. Đúng. Chung một hoàn cảnh. Cuộc sống đô thành đã khiến em sai. Điều đó em luôn nghĩ là tương lai. Người ơi đừng nói xa vời, chỉ thêm ngậm ngùi thiên tha chôn vùi tình mồ côi. Cuộc sống đô thành chia rẽ đôi ta. Chẳng hề phôi phai mà sao tình bỏ đi rồi.
thôi. Cũng do ông trời cách chia đôi mình, phải không em? Hay lắm, hát hay lắm. Hát hay lắm. Đúng. Hát nãy giờ người ta vẫn chưa biết mục đích mình vô đây làm cái gì. Bởi vì mày thấy không, hoàn cảnh của tao với mày, bạn gái bỏ tao với mày ra đi. Đúng. Chạy lấy đồng tiền đi theo đại gia. Đúng. Tại vì sao? Nó chê tao với mày là hai thằng thợ điện nghèo, không có tiền để chăm sóc cho nó. Thôi được rồi, gái thôi mà, bỏ qua bên đi. Đúng. Không có gái không quan trọng. Đúng. Cái quan trọng là sự nghiệp của mình. Đúng. Sự nghiệp ca hát của mình là sự nghiệp chiến thắng cuộc thi Bolero. Đúng. Phải. Chính vì vậy tao phải đến nhà hát này, một nhà hát cổ. Cách đây 20 năm, ngay tại chỗ này đã xảy ra một vụ cháy hỏa hoạn rất là lớn. Tất cả mọi người trong rạp đều chết hết. Đều chết hết. Đặc biệt trong rạp hát này có một điều rất đáng sợ. Có một điều rất đáng sợ. Mỗi khi bước chân vào rạp hát, khán giả, khán giả sao? Toàn nghe hát thôi. Khán giả vô dạp hát, người ta coi hát là phải rồi, không vậy lẽ vô coi đá banh. Chưa hết đâu, cái này còn đáng sợ hơn. Cái gì? Trong vụ hỏa hoạn đó, có một nhạc sĩ đã tử nạn. Một nhạc sĩ tử nạn? Mà cái nhạc sĩ đó có một biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác mà có được. Có biệt tài mà hiếm các nhạc sĩ khác có được? Biệt tài gì? Biệt tài gì? Sáng tác nhạc. Sáng tác nhạc. Hình như là mày, ông ăn nấm tao ăn cơm không ngon đúng không? Sao vậy? Nhạc sĩ là phải biết sáng tác nhạc, không lẽ nhạc sĩ đi ghi đề? Mày mới nhớ một điều, nhạc sĩ sáng tác nhạc này là nhạc sĩ sáng tác nhạc Bolero rất là giỏi. Mày hiểu không? Sáng tác nhạc Bolero, tao hiểu ý mày rồi. Đúng. Có nghĩa là tao với mày vô đây kiếm nhạc sĩ đó cho mình cái bài hát. Đúng. Bởi vì tao biết được ông ấy có rất nhiều bài hát, hiểu không? Hiểu. Ngoài bài hát cái thị trường rất là nhiều, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại rất là nhiều rồi. Bây giờ mình kiếm bài hát khác, hiểu chưa? Như vậy bài của mình sẽ hay hơn. Tao hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ mày có bị điên không? Thiếu gì nhạc sĩ còn sống, mày không chịu xin, mày kiếm ông nhạc sĩ chết mày xin làm cái gì? Như vậy nó mới linh nghiệm hơn chứ. Nhưng mà bây giờ xin bằng cách nào? Đơn giản thôi. Cầu cơ. Thấy được chứ? Chứ cầu cơ mới giúp chúng ta đạt được mục đích thôi. Ha. Ok. Ông tại sao tự nhiên mắt mới lại xỉu chứ? Nè, cầu cơ thôi mà có gì phải xỉu chứ? À, cái này mới đáng xỉu nè. Không, không, buông ra, tôi muốn xỉu. Tao cho mày chết luôn nè. Mày xỉu với mày xỉu tư thế ngộ nghĩnh vậy. Ủa vậy hả? Đứng dậy đi. Ủa sao vậy? Ủa? Hai cái thằng điên. Ủa là người khác, người ta đêm khuya vô đây phá phách. Ủa là người, ủa đất ơi. Ủa, chú là ai vậy? Là con người. Hả? Trời chú y chi. Bảo vệ. Su, tu, su, ti, cu ti, bảo vệ. Hả? Bảo vệ. Thầy biết rồi, bảo vệ. Không biết đọc tiếng Anh mà. Thì đọc rồi đó, trời chú y chi. Thôi, bỏ đi. Đọc tầm bậy, tầm bạ không mà. Ý. Ủa mà vô đây làm chi? Dạ, tụi con là... Tụi con... À! Tụi bay là bảo vệ mới vô đây. Thay tao đúng không? Dạ. Rồi đúng rồi, vậy là đúng rồi. Trời ơi, tôi làm mấy chục năm trời, tự nhiên có người vô thai tôi được nghỉ hưu rồi, mừng không, quá trời ơi. Phải chứ, quá đi mày hỏi. Mày tên gì? Con tên Hùng. Cái gì Hùng? Hoàng Phi Hùng. Ủa hay quá, cái tên võ thật quá. Ủa hay thiệt. Con tên gì? Con tên Hùng mà mọi người hay gọi là Hùn. Hùn hả? Dạ. Cái gì Hùn? Nguyễn Phi Hùn Hùng. Ủa hay quá, cái tên hay quá. Cái tên giống ca sĩ quá. Còn chú tên gì? Tao cũng giống tên tụi bay luôn. Tên gì? Tao tên Hùng. Cái gì Hùng? Thiên mệnh anh hùng. Trên đời này có người họ Thiên mệnh luôn hả? Không, tao tao Thiên. À, thiệt. Họ Thiên là con ông trời hả? Ủa, chứ còn gì nữa? Chú họ Thiên thiệt mà. Mà làm như nha, cái nhà hát này làm như có cái huông vậy trời. Ai tên Hùng cái vô đây cũng làm bảo vệ ha. À, không ai được làm hơn gì nha. Ê, mày làm bảo vệ đi nha. Nè, chú giao nguyên cái gian sang này cho tụi con. Vậy hả? Nguyên cái gian sang này cho tụi con. Tụi con phải nhớ phát huy nó lên. Dạ. Nha, bảo trì và phát huy nó lên. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Dạ. Trời ơi, mừng quá, gặp được tôi, chú mừng quá. Dạ. Mới vô nghề hiểu không? Dạ. Ừ. Chú vô nghề từ nhỏ lớn rồi. Trời, gì ghê vậy? Ừ. Là chú làm bảo vệ từ nhỏ lớn luôn hả? Thiệt.
chú hồi nhỏ chú đã đi theo ba chú vô cái đoàn hát này. Dạ. Rồi chú lớn lên cái chú được làm bảo vệ. Dạ. Chú đã chứng kiến được những cái bước thăng trầm của cái nhà hát này. Dạ, kể con nghe với chú. Hồi xưa nhà hát này đông lắm con. Dạ. Người ta vô nhà hát này nhiều lắm. Khán giả bu đen bu đỏ vậy. Mà bây giờ làm như khán giả giờ không có thích này sao? Không ai vô nữa. Nhất là 3 tháng hè, 90 ngày đó họ đi phượt, đi Vũng Tàu, đi picnic, không ai vô nhà hát này nữa. Bởi vậy mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, chính 10 ngày qua chưa trang tình dương, ngày mai xa cánh hai đứa hai nơi, phút gần của nhau mất rồi, tà từ là hết người ơi. À, tiếng ve nức nở. Thôi bỏ đi, bỏ đi. Ủa sao, sao vậy? À, ta liếng cái chuyện đó là thấy cuộc đời tao nợ không à? Ờ, hay à, hay hát đi. Có muốn khó hát không? Tiếng ve nức nở. Khó hát không? Khó lắm, mấy ai làm được? Mấy ai làm được như chú? À, thôi, bây giờ vậy nè, ở đây nha. Chú giao Giang Sang lại cho tụi con nha. Dạ. Đây, chìa khóa đây. Còn bây giờ đây, con chú. Đây, hãy bảo trì vào phát huy. Giang Sang này là của con. Chú đi nghỉ dưỡng đi. Đúng, đúng. Chú đi nha. Ê, ê mà khoan đã. Khoan, hỏi các ơi. Dạ. Mùa này mùa gì? Mùa hè. Mùa hè hả? Ờ. Mà tắt đi bà ơi. Bực quá. Ê, chú, chú, chú. Chú, chú. Ê, chú có sao chú? Trời. Chú, chú. Có sao chú? Không, không sao. Không sao, không sao. Không sao đâu. Ủa, sao cái đèn, trời nguyên ơi, cái đèn rớt trong đầu chú không trời sao? Ơi, trời ơi, nguyên cái đèn chùm nó rớt, cái nhà hát này cũ kỹ rồi, đèn chùm nó rớt hoài à. Mình vô đây mình là bảo vệ, mình phải có kỹ năng né. Dạ, à, chú né được hả? Né được, được, không mấy lần trước được, lần này rớt trúng cái đầu rồi. Gì? Thì sao? Quất cái bùm trúng cái đầu. Nghĩa là sao? Phụt ra. Phụt gì? Chú đã chết rồi con à. Trời. Có ai chết mà khùng khùng như tao không? Gì không có chết hả? Xuống Diêm Vương cho nó xử bắn nó luôn á thiệt. Thì sao nè? Không chưa giỡn thôi bạn thôi, chứ mấy cái này là chú giỡn. Tại hồi xưa cũng nó mê đóng kịch đó. Vậy hả, mê chú? Diễn hề lắm à. Mà không cho. Sao vậy? Mò cánh gà cũng mà làm hậu đài. Ôi thương bởi quá. Bởi vì giờ ước mơ. Nè, thực sự như nãy chú vô chú biết tụi bay không phải là bảo vệ mới đúng không? Dạ, không. Ủa, chú biết luôn vậy. Chú làm gì cái nhà hát cũ kỹ mà có bảo vệ mới, chú vẫn còn yêu nghề lắm, chú vẫn phải làm việc nhà hát này thôi. Dạ. Nhưng mà chú nói cho con nghe, thấy vậy thôi á, nhà hát này không còn sáng đèn nữa, không còn khán giả nữa, nhưng tối nào cũng có hàng ngàn người bu đen bu đỏ xếp hàng ở ngoài trước. Con biết là làm cái gì không? Làm cái gì? Một cái chuyện rất quan trọng đó là vô đây để cầu xin ông nhạc sĩ đã tử nạn vào cái vụ án 20 năm trước. Nếu như chú nói như vậy thì họ đến đây họ xin cái gì? Họ xin rất nhiều thứ. Cái gì? Có một số người đa số là xin đề. Xin số đề? Xin gì nữa? Một số người xin nhập hộ khẩu. Xin nhập hộ khẩu? Rồi xin cái gì nữa? Một số người. Cái số này mới ghê gớm. Xin một cái món rất lạ luôn mà vô đây không bao giờ có người khác xin được. Xin gì? Gì? Sinh nhật. Là happy birthday to you hả? Đúng rồi, đúng rồi. Sinh nhật không làm chỗ khác, làm chỗ đây chi vậy? Vậy à, ta làm chỗ đây không khí nó ma quái, nó mới có cảm giác rùng rợn, hiểu không? Trời trời ơi, trời. Làm ở ngoài đường mấy ai được có cảm giác như bây giờ, đúng không? Trong đây mới rùng rợn. Biết rồi. Nói hoài thôi, bây giờ nè, cầu xin ông nhạc sĩ đi đi. Dạ, dạ. Ráng cầu xin bi ai lên một chút xíu. Dạ, bi ai lên ông sẽ lên. Dạ. Đúng không? Ta đi à. Chú không ở đây với tụi con đi. Ở đây chi? Tao với ông thạc sĩ có thù mà. Sao có thù? Có tao ở đây, ông không bao giờ hiện lên đâu. Sao kỳ vậy? Hồi xưa chả cướp con ghệ tao. Cướp con ghệ tao, tao buồn chứ. Mà cướp ngay mùa hè mới đau. Mỗi năm đến hè lòng mang mang. Thôi được rồi. Chú có chồng, có chồng. Có chồng. Có sao vậy? Không sao, lần này chú né được. Thôi nhìn phải cầu. Không còn thời gian nữa, nhanh lên đi. Hết thời gian rồi. Hết thời gian rồi. Bây giờ cầu nha. Phải cầu nha.
ở cái bài cầu, bài cầu à, hồ hồn hồn ai ở chốn phiêu bồng, qua đây hồn cũng vui lòng ghé chơi, dấu hồn ở khắp mọi nơi, rảnh rảnh qua đây đàm đạo chuyện đời trần gian. Chạy rồi, chạy rồi kìa, cứ chạy rồi, hay quá, chạy chứ tàu nè, chạy chứ tàu, chạy chứ a, chứ a, chạy chứ o, chứ o, chạy chứ lờ, chạy chứ a, chứ a, chứ lo, chứ tàu lao rồi. Cái cầu mà tàu lao sao được? Em biết rồi, lại à? Chạy rồi, chạy lại rồi, chạy lại rồi, chạy lại rồi. Ra chứ gì đây, ra chứ gì đây, ra chứ gì đây? Mày cầu hồn, cầu hồn. Mày cầu cái đàn guitar, chứ vậy cái đàn guitar xuất hiện kìa. Mày đi thì sao cầu đàn guitar kìa. Trời ơi, ê, ê. Trời ơi, tao cầu bài thơ chứ đâu phải cầu hợp âm đâu, sao ra cái đàn. Sao đi, còn cái tay của ai vậy? Mất cái đàn, mất cái tay luôn rồi. Mày đứng coi. Ý, còn cái tay nữa kìa, đang làm cái gì vậy? Đang quất mày kìa, chạy vô đi, chạy vô đi. Mày đi nè, quất cái tàu kìa, chạy vô đi, làm sao tao chạy vô được. Quay, quay, quay. Kéo tao ra, kéo tao ra, kéo tao ra. Đánh lên đó. Đó, đến trước mày nắm tay tao chặt, hiểu chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Không tin nè, cố gắng kéo lại. Quay, không, không quay, không, không quay. Cái gì vậy ba? Tao đang ngủ. Tao ngủ cái thằng bạn con đâu? Tao trong đó, mày không kéo nó ra, kéo tao không? Tao không ngờ luôn á. Mày cứ kéo tao không kéo, mày kéo bác bảo vệ. Bảo vệ hả? Ừ. Mày nói mày nhấn nhá bảo vệ. Ghê, tao thích kêu bảo vệ. Mày đã nói gì hả? Chú ngủ chứ lúc đó gì hả? Tao kêu tụi bay chủ yếu là kêu tụi bay vô lấy cây đèn cho ra để cầu ông nhạc sĩ lên. Thì kêu chú không đem ra luôn đi. Tao làm biến. Tao phải có quyền làm biến chứ. Có mấy bước rồi chú đưa ra tụi bay. Kể tao mày, tao giúp đỡ tụi bay mà. Rồi. Ông nhạc sĩ này phải có cây đàn, phải hát một bài Bolero, ông mới lên. À. Chú muốn ông lên là lên à. Thì hả? Hiểu ý của chú rồi. Làm đi. Bây giờ ông nhạc sĩ á, ông nhạc sĩ bây giờ là sao? Rồi nói đi, nói đi. Cái gì? Ông nhạc sĩ bây giờ là phải là có cây đàn mới lên đúng không? Đúng rồi, có cây đàn mới lên. Thì ví dụ là bây giờ mình cầu ca sĩ xong, có cái micro là lên liền. Hay ha. Vậy mình cầu bác sĩ. Con dao mổ. Hay quá, thí dụ cầu này hơn chút xíu là cầu vệ sĩ sao? Có cái dùi cuối. Vậy bây giờ mình cầu loài sĩ thì sao? Trời, con mắt mày tin không? Mày hỏi hơi nhiều quá. Trời ơi, hỏi gì con hiểu lẻ một chút xíu đi chứ. Rồi, chú nói con hiểu rồi, chú nói vậy con hiểu rồi. Có nghĩa là con ma này mỗi lần đánh bolero nó sẽ lên đúng không chú? Đánh bolero là con ma này sẽ lên liền. Con biết con ma gì rồi? Con ma gì? Con ma chủ đề. Con ma chủ đề à? Ý mày nói là con ma chủ đề bolero hả? À, đúng rồi. Chủ đề bolero. Đúng. Dòng này mày rớt chắc. Tao nói mày rớt. Ví dụ tôi rớt chắc ông còn đậu ha. Suy nghĩ đi nè. Tao phải suy nghĩ chứ. Tao phải suy nghĩ một cái hướng ra chứ. Hướng ra sao nè? Tao sẽ ra bãi xe, lấy xe về nhà luôn. Ê, ông nghĩ em ra bãi xe chắc tôi cũng ra bãi xe với ông à. Ê, còn tao đây chi à? Ủa chứ mày lo phận sự mình mày không được hả? Mày không hả? Ai ngờ tụi
gì nữa.